Chào Quý Trần nhá, chào Công Nguyễn, chào tất cả anh em ạ. Chào anh em. À, đặt cửa Vương Thiên Nhất. Chào Trần Văn Hồng. Chào tất cả mọi người. Chào Bảo Nguyễn nhá. Chào anh em ạ. Ui, giới thiệu sơ qua về giải đấu. Đây này, 24 kỳ thủ chia hai bảng, vô địch 30 vạn, tương đương 1 tỷ đồng Việt Nam. Mà ngày hôm nay là trận chung kết được chờ đợi nhất. Vương Thiên Nhất, Trịnh Duy Đồng. Ba mươi vạn ở Trung Quốc là 300.000 tệ. Trung Quốc hay dùng từ vạn anh em ạ, hay dùng từ vạn 300.000 tệ. Nói chung hôm nay là căng đấy, rất căng, phải nói là cực kỳ căng. Chưa có tín hiệu từ ban tổ chức. Vâng, chào Trang cô giáo, chào tất cả anh em ạ. Chưa có thông tin ID tiên hậu. Anh em đợi tí. Chưa có thông tin. Chắc một hai phút nữa mọi người ạ. Đúng rồi, bốc thăm thì thường nó trận chung kết là người ta sẽ bốc thăm xem ai quyết định đi tiền vào đầu tiên, thường là như vậy. Khoảng 1-2 phút nữa thì trận đấu sẽ bắt đầu. Với giải này thì nó lên kênh chậm hơn một tí anh em ạ. Thường là chậm hơn một tí. Thường nó lên kênh chậm hơn một tí. Đánh một ván thôi, nếu hòa thì đánh cờ nhanh chớp. Anh thì về cơ bản thì đánh giá thực lực thì ngang ngửa nhau thôi. Anh thì anh vẫn hy vọng là Trịnh Duy Đồng thắng. Hy vọng là như vậy. Thầy Cường lên làm bây giờ bạn ạ. Thầy Cường lên bây giờ đấy. Chắc là đang đi, đang hơi mưa. Vâng, đấy đúng là trận chung kết trong mơ của tất cả những người yêu cờ tướng. Nói chung là đội ngũ fan của Nhất bao giờ cũng đông hơn của Đồng. Vâng, xin chào anh em. Một trận đấu thực sự ở đỉnh cao. Thank you.
hơi sốt ruột nhỉ. Ờ, quán đấy của anh Mã Vĩnh Minh ạ. Chào Hoài Lê. Sắp đá rồi anh em ơi. Khả năng là Đồng Lầy sẽ lừa lừa và nhanh chớp được sút. Khả năng sẽ là như vậy. Xin chào Ryan Trần. Sẽ lừa lừa đấy. Chưa thấy Trung Quốc lên sóng. Đội hình ra sân. Một bên có Đông, một bên có Nhất anh em ạ. Một bên có Đông, một bên có Nhất. Đây là phần họp báo của họ. Ok đây rồi. Đồng Lầy đi tiên anh em ơi. Vâng, Trịnh Như Đồng đi tiên thưa quý vị khán giả các bạn. Còn đây là các nhà tài trợ. Trịnh Như Đồng đi tiên. Đây là nghi lễ trước trận. Đẹp dài quá nhỉ. Sợ. Ăn chơi đấy, ăn chơi mưa rơi đấy. Hôm nay cả hai đều mặc vest rất đẹp thưa các bạn. Vâng, tòa tháp Thượng Hải đây. Cao nhất Trung Quốc là đỉnh Quang Minh đây. Cao nhất Trung Quốc đây các bạn. Cao 630m. Tòa tháp Thượng Hải. Đẹp không anh em? Trung Quốc là xây dựng đẹp lắm anh em ạ. Rất là ok đấy. Vâng, trận đấu chuẩn bị bắt đầu. À, tôi nhìn thấy cam ở trên nóc nghe à rồi. Đồng Lầy đi tiên ván này anh em nhá. Anh tự mở cửa đi, em mở sẵn khóa đấy. Alo. Một không gian rất đẹp thưa quý khán giả các bạn. Vâng, xin chào Khánh Nguyễn nhá. Chào anh em, cảm ơn anh em đã có mặt trên kênh ạ. Nhất thì đương nhiên là đẹp dài rồi. Chào cờ tướng đất Việt. Đây là trận chung kết nữ. Chào Thùy Minh nhá. Chào tất cả anh em. Đánh một ván chết ngay anh em ạ. Vâng, ra đòn rồi đấy. Ra đòn rồi các bạn ạ. Vâng, ngày này đã đến, ngày mà chúng ta chờ đợi. Trận chung kết đỉnh cao giữa Vương Nhất và Trịnh Đồng. Và hôm nay có cả danh thủ Hồ Vinh Hoa bình luận thưa các bạn. Hồ Vinh Hoa, Vương Khanh và Vương Vân. Rất hay. Anh em like cho vấn khởi anh em ơi. Vâng, chiều nay máu nhuộm bến Thượng Hải, chính xác. Phượng Hoàng bất tử Hồ Vinh Hoa, rất đẹp dài. Tuy già nhưng vẫn đẹp dài. Đấy, đang chào khán giả. Tuy già nhưng vẫn đẹp dài anh em ạ. Tuy già nhưng vẫn đẹp dài. Phong độ ngất trời. Bảy mấy rồi anh? 75, 76 rồi. 75, 76 rồi. Vâng, chào chúng to, lâu lắm mới được gặp. 75, 76 rồi còn gì nữa. Xin chào Lika.
Vâng, vẫn là giới thiệu về hình ảnh của Thượng Hải khi mà quay trên ngọn tháp cao nhất thế giới, à cao nhất Trung Quốc. Đồng thắng thì nếu mà thắng cờ chậm là lên top 1 luôn anh em ạ. Lên vị trí số 1 luôn. Phượng Hoàng bất tử, Hồ Vinh Hoàng. Xin chào Dương Đô. Thôi được rồi, quay vào bàn cờ đi. Trời ơi, sốt ruột lắm rồi. Vâng, trận đấu bắt đầu rồi. Như vậy là bàn bên này là vương thứ nhất đây. Vương nhất Trịnh Duy Đồng này các bạn. Vương nhất Trịnh Duy Đồng bên phải anh em nhá. Này quầy đẹp quá. Này quầy đẹp quá cơ. Như vậy là Trịnh Duy Đồng đi tiên, Vương nhất đi hậu. Thưa các bạn, ồ nó lại để tiên trên hậu dưới à. Lạ nhỉ. Xin chào anh Cường. Vâng, xin chào anh Trung, xin chào quý vị khán giả nhá. Ngày hôm nay thì đồng lời đi tiên anh ạ. Ồ, Vương nhất mới toe rồi anh Cường kìa. Chẳng lên mã lên mủng gì, phóng vào 2/4 luôn kìa. Mới toe kìa. Vương nhất bên phải anh ơi. Vương nhất đi hậu, Trịnh Duy Đồng đi tiên. Vâng, như vậy là nó vẫn chỉ là một cái hình thức song phóng quá hà thôi. Nó chậm một nhịp lên mã các bạn. Cố tình là xong vào qua trước à? Vâng, nó hơi biến dạng một tí. Bình thường là cái con mã 8 tấn 7 rồi và con mã 2 tấn 3 rồi. Vâng, xin chào bạn Nguyễn Thế Đông. Xin chào tất cả anh em nhá. Bên này sẽ là Trần Hạnh Lâm đi tiên gặp Ngô Khả Hân. Đây, tòa tháp Thượng Hải, tòa tháp cao nhất Trung Quốc anh Cường ạ, 630m. Ghê nhá. Vâng. Cao nhất Trung Quốc. Trần Hạnh Lâm và Ngô Khả Hân. Vâng, xin chào Võ Giáo Đầu nhá. Vâng, cảm ơn Đỗ Quang Lâm ạ. Như vậy là Trịnh Duy Đồng đi phương án là xe 2/4. Vâng, cái phương án này rất bình ổn. Cái phương án này tôi đã từng thấy bên đi tiên đánh theo tính chất là chậm lại, không cho bên hậu ra đòn. Nó ra một cái hình cờ đánh rất từ từ. Và nếu đi chính xác thì khả năng hòa là cao các bạn. Trịnh Duy Đồng đang cố gắng kéo dài trận đấu ra để chờ coi như Vương Thiên Nhất nóng lên các bạn. Hôm nay Trung Quốc quay nét thật. Vâng, còn nét căng luôn. Bên kia Trần Hạnh Lâm đó là trung pháo tấn tan binh phi pháo các bạn. Gặp Ngô Khả Hân. Pháo 8x7 đến từ Trịnh Duy Đồng. Vâng, thông thường thì đến đây thì bên đỏ hay đi mã 8x7 lắm, nhưng Trịnh Duy Đồng lại đi pháo 8x7. À, nó lại trở thành cái biến ngũ thất pháo. Ngũ thất pháo xe tuần hà đánh với cả bình phong mã, trận này khoai lắm các bạn. Trận này tôi đã từng xem Trịnh Nhất Hoàng đã chiến thắng Nguyễn Anh Quân trong cái giải Phương Trang 2016. Trịnh Nhất Hoàng đã dùng cái thế trận này để chiến thắng Nguyễn Anh Quân. Lúc đấy nó là tứ kết các bạn, tứ kết. Chào Thắng Bất Lửa, bụng sắp xào mùi nhá, chào anh em. Vâng, xin chào Thắng Bất Lửa nhá, xin chào Tôm Cát nhá, xin chào tất cả anh em nhá. Bây giờ Trung Quốc lại đang quay bàn nữ rồi. Anh em cứ đợi tí vậy.
Chắc là đảo sang bàn Trịnh Duy Đông bây giờ đấy anh em ạ. Bình tĩnh. Đảo ngay bây giờ đấy. Em chào Mr. Đoàn Chính Tuân. Anh kênh phim mày cứ bảo tắt bạn nữ đi, em mà tắt được em tắt ngay chứ lệ. Tí nữa nó lại nhảy lên mà. Tí nữa lại nhảy lên rồi, bắt phải xem. Vâng, em không tắt được, nhưng em tắt được em tắt ngay. Hôm qua Mr. Đoàn Chính Tuân trao giải cho anh 500, em 500 nếu thắng. Anh em mình nhịn hết. Thế à? Ừ. Ủa, anh trả quá nhỉ, nếu mà không bảo thì cố gắng hơn. Anh trả thắng đi cả. Không bảo thì cố gắng hơn. Phí quá. Anh trả thắng gì cả làm anh em mình nhị. Chào Lan Loan ạ. Hôm qua anh Cường thua 7-6 anh Thuần ạ. Thế mà đau. Công nhận lấy tiền anh Thuần khó. Anh em cứ bình tĩnh, nó chuyển sang bàn Vương Nhất Trịnh Duy Đông bây giờ mà. Chuyển sang bàn Vương Nhất Trịnh Duy Đông bây giờ. Cái trận đấu ấy đang đánh rồi, đây, người ta chuẩn bị quay này. Cái lúc đầu ấy nó hơi quay không gian một tí, đồng lầy hôm nay mặc vest như chú rể, vest trắng. Đúng một ông đen là phải một ông trắng. Đây, Trịnh Duy Đông của các bạn này, Vương Thiên Nhất đây. Để mình để vào đây cho rõ này. Vâng, xem Vương Thiên Nhất trong cái hình cờ này sẽ ra đao như thế nào. Vâng, một cái hình cờ này là hình cờ tán thủ đấy. Hình cờ tuy nhiên thì hai cánh mã của bên đỏ thì hơi lép, nhưng mà ngược lại thì bên đen thì khó phản đòn lắm. Chung kết đánh một ván luôn các bạn ạ. Vâng, cờ chậm mà các bạn. Đánh cờ 40 phút thì chỉ đánh ván thì chứ đánh hai ván hết một ngày. Vâng, ngày hôm nay thì có 6,9 điểm chênh lệch Elo giữa Vương Nhất và Trịnh Duy Đồng. Nếu thắng trong trận cờ chậm này, Trịnh Duy Đồng sẽ chính thức vượt qua Vương Thiên Nhất để lên ngôi vị số 1. Nhưng nếu thua thì khoảng cách sẽ được kéo dài, giãn ra anh Cường. Có 6,9 điểm Elo thôi, đúng bằng một ván thắng. Đúng bằng một ván thắng à? Ván thắng độ khoảng 8-9 điểm Elo. Đấy. Và như vậy là đã thọc xe xuống. À, đây là bàn cờ bên nữ. Xem chị Duy Đồng đi nước cờ này đi như thế nào đây. Vâng, cờ chậm hòa thì đánh cờ nhanh hòa thì đánh cờ chớp bạn ạ. Vâng, đây có thể nói là một trận chung kết của hai trường phái. Một trường phái bóng đá tấn công và một trường phái bóng đá phòng thủ các bạn. Vòng 5 Vương Nhất hòa Vương Dương nhá, Lý Hoàng Kiệt nhá. Đánh cho đồng lầy hiểu ai mà là số 1 à? Ok, chúng ta hãy cùng chờ xem. Đến đây là đến thời điểm mà đồng lầy sẽ đi. Và binh 7 tấn 1 ngay. Và ăn tượng lên. Mã 8 tấn 9 chắc. Cái con pháo nó đứng kia thì... thúc cốt lên làm gì nhỉ? Nhảy mã biên làm sao được nhỉ? Và chắc là mã 8 tấn 9 thôi.
để làm cho cái con tượng nó treo ngược cành cây lên thì nó làm cho cái con mã ba là thành trở thành con mã kém phát triển. Vâng. Thế sau này có nước cờ đi pháo 7 tấn 1 đấu pháo các bạn. Có thể đi pháo 7 tấn 1 đấu cái con pháo đè mã đi thì các đường mã của bên đỏ sẽ thông ngay. Cứ nhảy biển. Cái hình của mình thì nó có liên quan gì đến bàn cờ đâu mà anh em cứ chơi trách nhỉ? Lạ thật. Chẳng liên quan gì. Như vậy khai cuộc này Vương Nhất đang đi rất tự tin thưa các bạn. Vâng, có thể đi xe 24 được không? Đây, hiện giờ cái con xe 8 mà đấu thì cũng chưa có điểm để công kích các bạn. Đi xe 24 chấn vị lộ hà cũng tương đối đẹp. Ok, anh tắt nhạc luôn rồi. Đồng đang kém hai binh. Vâng, nhưng mà sắp tới là có thể là cây cối lại vị trí lại đẹp hơn đấy. Vâng, mình tắt nhạc rồi. Ok các bạn. Tưởng các bạn thích nghe nhạc, chứ không thích nghe nhạc thì tắt. Thích nghe nhạc thì bật, mà không thích nghe nhạc thì tắt. Rất đơn giản. Thắng cờ nhanh trước hình như không được cộng đâu em ạ. Vâng, chúng ta hãy xem ngày hôm nay thì Vương Thứ Nhất có đổi tên thành Vương Thứ Nhì hay không. Vâng, cái hình cờ này trước đây Hướng Ngân Xuyên thời kỳ bắt đầu thời trẻ ấy, là đã dùng cái thế trận này để chiến thắng Hồ Vinh Hoa đấy. Tôi vẫn cứ nhớ cái thời đấy tôi xem biên bản bắt đầu. Vâng, như vậy là một pha đấu xe không gây nguy hiểm và đánh dần dần, giảm áp lực các bạn. Anh em like cho vấn khởi ạ, cảm ơn anh em rất nhiều. Vâng, đây là khung cảnh. Không cho to được em ạ, người ta cứ đảo liên tục thế này, anh cho to nó mất hình. Cứ đảo liên tục. Ok, xin lỗi Lê Trung Kiên, để tí nữa anh kiểm tra lại các cái đơn nhé. Hôm vừa rồi anh đi Bình Định, thành ra anh về anh làm giải này luôn, anh hơi mệt khi anh gửi sót Lê Trung Kiên ạ. Cái ông Nguyễn Hiệp này ông bị làm sao, ông ngứa mồm, từ nãy giờ ông cứ lải nhải nhỉ. Cứ lải nhải, tệ. Anh em cứ bảo là xem một bàn thôi, anh em nhìn là Trung Quốc người ta đảo hình liên tục nên làm sao mình chỉnh được. Vâng, cảm ơn anh Trinh Quyên nhá. Mọi người cứ muốn mình cắt hình nhưng mà đấy, anh em thấy anh Cường đấy, Trung Quốc đổi hình liên tục em chịu luôn. Chào Đặng Trần Nhật Bảo ạ. Mọi người thông cảm cho mình. Mọi người like động viên mình đi ạ. Như vậy là đấu xe. Đấu xe chuyển tàn mệt nhỉ. Từ lo chị Kỳ Đồng. Tôi nghĩ khả năng sẽ là xe 9 tấn 1, xe 9 tấn 4. Vâng, chứ để... hoành ra, chứ trực ra là nhất là đấu ngay. À có đấu được đâu, đấu phó trống. Tại sao không phải là xe 9 tấn 8 mà nên là xe 9 tấn 1 anh Cường? Thì tấn công vào cái điểm của con pháo 7. Anh Trụng, xe 9 tấn 1, xe 9 tấn 4, xe 4 tấn 2. À. Đấy, sau đó là mở binh 5 tấn 1 lên. Ờ, loằng nhằng đấy ạ. Thì nó ra cái hình cờ nó đẹp hơn. Tức là xe 9 tấn 8 thì cũng được thôi, nhưng mà nó không có điểm đánh. Xe 9 tấn 8 thì anh Nhất anh đi sĩ 4 tấn 5 và xe 1 tấn 4 thôi. Đấy, thì cái con xe 8 đấy thì nó cũng không gây nguy hiểm nhiều. Vâng, vô địch lĩnh khoảng 1 tỷ đồng Việt Nam ạ. 30 vạn. 30 vạn. Chúng ta hãy xem có phải là xe 9 tấn 1 đến từ chị Duy Đồng hay không. Vâng, có thể nói là một trận cờ đánh rất chậm. Đôi khi những người đi tiên mà người ta muốn đánh hòa ấy, cũng rất hay dùng cái thế trận này để làm chậm nhịp độ trận đấu lại. Để em cho thử con oe mới của em lên xem nó đi phương án nào. Trong lúc chờ đợi. Vâng, cờ chậm như này thì tội gì mà các danh thủ không nghĩ.
nghĩ cho nó kỹ rồi nó đi các bạn. Cứ tìm nước nào cao cao đi, đừng tìm nước thấp. Anh em đợi tôi vài phút nhé. Bình 7 ha nhỉ. Bình 7. Đây đúng không anh Cường? Quật luôn. Trèo tượng. Đúng không? Lên ngựa. Đâu lên ngựa đâu? Bên đâu? Bên đen lên ngựa. À, lên ngựa. Vào pháo. Lên tượng. Lên tượng. Túc tốt. Cắm tượng lên. Lên ngựa. Tóc pháo đấu. Ăn. 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 Ăn về. Đấy. Hết bài. Hình này thì cũng cân thôi, vẫn đang cân, âm không đáng kể, khoảng 5-60 gì đấy. Nên là cân bằng các bạn. Cho thằng trợ lý lên nhá anh em nhá. Cho thằng trợ lý lên xem nó như này. Hỗ trợ anh cửa. Bạn nữ thì thôi, xem. Cờ này thì nó vẫn cân cờ thôi, vẫn nằm trong gọi là cân cờ đúng không? Khai cuộc âm 24 thì không đáng kể. Vâng, tôi nghĩ là khả năng sẽ 9-1 đấy. Vâng, sẽ 9-1 thì khả năng là bên đen đi pháo 8-7 thôi, pháo 9-7 thôi để bảo vệ con pháo. Vâng, như vậy là sai 9-1 rồi. Vâng, số que chạy bằng điện đi, số que chạy bằng cơm. Số que chạy bằng cơm là sai 9-1. Số que chạy bằng điện cũng sai 9-1. Sai 9-1 xong để sai 9-4, xong rồi sai 4-2, xong 5-1 các bạn. Đấy, đây là cái đường của con xe nó chạy. Vâng, lại quay lại rồi. Kệ rồi, kệ. Anh vào cai su anh ơi. Vào cai su. Xin chào online money ạ. Chào anh em. Anh em like cho Vân Khởi ạ. Cái bàn là mình đang bật là bàn của Trịnh Duy Đồng nhá. Vương nhất Trịnh Duy Đồng đi tiên. Đi chia 9-1 rồi. Đó, bây giờ họ lại chơi môn này, chết tôi không. Bắt xem nữ không bật nạm, thế mà ghê. Họ lại bắt anh em mình xem nữ anh em. Chơi kỳ ghê. Nó như nhau, điểm elo nó như nhau các bạn ạ. Elo như nhau. Cái bàn nhỏ là vương nhất anh em nhá. Bàn nhỏ là vương nhất Trịnh Duy Đồng. Trịnh Duy Đồng với tiên. Đấy, nó cứ quay không gian này rất là khó. Ui, Trịnh Duy Đồng không đem ngồi vào ghế này. Nó đi nhà vệ sinh nhé. Đấy, đại loại vậy. Vâng, tôi nghĩ chắc là vương thứ nhất pháo 8, pháo 9, bình 7 đúng như là dự đoán.
Mình để cái bàn software che bàn nữ đi anh em nhé, cho dễ dễ thở. Vâng, hiện giờ thì chị Chí Đồng hai cái cánh mã vẫn đang kém. Đặc biệt là cánh mã 3 các bạn vẫn đang bị pháo đè. Khả năng về sau hướng tấn công có phải là binh 5 tấn 1 không anh Cửa? Đúng rồi, xe 9 binh 7, xe 9 binh 4. Nếu xe pháo 9 binh 7 thì khả năng sẽ là chuyển xe sang 4 chẳng hạn, nó sọc lên. Xong tiến 2. Vâng. Xong rồi lúc đấy mới đội lên. Vẫn là cái hướng đánh của anh Cường đề xuất, xe 9 tấn 1, pháo 9 binh 7, xe 9 binh 4 thưa các bạn. Vâng, tuy nhiên này hai pháo cơ động nhưng mà hai cái con mã thì lại rất là xấu. Chỉnh thể hình cờ không tốt. Đấy, cái con tượng vách lên biên đấy các bạn thấy không? Anh em like cho phấn khởi ạ. Cảm ơn tất cả các anh em. Càng đẹp. Vâng, vừa nhất là nghĩ rất lâu. Em thì em cho rằng là nó dễ hòa, xong rồi nó đánh nhanh trước, nó thịt nhau ở chỗ đoạn này anh Cường. Có thể đi xe 4 tấn 5. Thì 4 tấn 5 cũng đi xe 9 binh 4 thôi. Cái đường xe nó là như vậy. Cái đường xe 9 nó là như vậy. Xe 9 binh 4, xe 4 tấn 2. Hãm cái con pháo lại. Xong rồi mở binh 5 tấn 1 lên. Có mờ đâu nhỉ, nét mà. Trung Quốc nó quay chỉ được thế này thôi anh em ạ. Chung kết nó quay chỉ được Trung Quốc nó quay chỉ được thế này thôi. Xin chào chị Quang Hưng ạ. Và đồng lời đáng hết sức cố gắng. Và đồng lời đã vào ghế rồi. Nếu đi xe 4 tấn 5 thì là pháo 7 tấn 1. Đây là nét mặt của Vương Thứ Nhất. Rất đẹp trai các bạn thấy. Anh không dành về software đâu, em mua của ai thì em liên lạc với người ý, em hỏi. Vâng, đồng lời đá rất chắc chắn đấy. Xem mặt để em dài tí nào. Úi giời ơi, rất tập trung các bạn để thấy. Đấy, may có bàn oe là anh em vẫn nhìn được hình cờ. Trung Quốc nó tổ chức cái không gian nó vẫn còn quá hoành tráng anh Cường nhỉ. Rộng rãi đẹp sang trọng, tông màu màu sẫm sẫm này khiến cho các kỳ thủ nó nổi lên rất là nhiều. Hắc Bạch công tử đấy, chính xác đấy, hôm nay là Hắc Bạch công tử và chắc chắn sẽ là mọi sai lầm đều phải trả giá bằng tiền mặt. Đây là danh thủ Hồ Minh Hoa, thầy Hồ đang phân tích. Và anh em dự đoán đồng lời thắng anh ạ. Đây là gương mặt của Vương Thiên Nhất. Đồng hồ đồng hiếc rất đẹp. Vương Nhất nó cao to mặc vét đẹp thật, thật sự là đẹp. Và mình cổ vũ cho con bạch công tử. Đánh nhau với con hắc công tử ngày hôm nay.
Bình luận viên chả mất đồng nào, chỉ có được hoặc là không mất gì thôi. Anh Quý Trần, các cái kèo của tôi chỉ có thắng với hòa. Vâng, cá rán chọn đồng lầy. Công tác tổ chức hơn Thăng Long Kỳ Đạo nhiều, đúng rồi anh. Một đằng có mấy tỷ để tổ chức, một đằng không có đồng nào, nó khác nhau chứ. Cứ đưa thử đưa tôi 1 tỷ xem. Cảm ơn nhiều Nguyễn, cảm ơn anh em. Vâng, như vậy là 4/5 rồi đấy. Em nhìn cái tay là em biết anh Cường, dạ là Cường em cao lắm. Cầm cái tay nó thò thò khu vực dưới các bạn. À, biết là chắc chắn là sau này đồng sẽ đi sẽ bình xe qua lộ 4 nên lần ra là lên sĩ trước để thông xe. Ông ấy chắc phải cho nách nhỉ, thắng một lửa nhỉ. Cảm ơn Huy Hoàng. Chúng ta hãy xem có phải là pháo 7 tấn 1 đến từ Trịnh Duy Đồng hay không. Đấu cây để khởi được ngựa lên. Xin chào Trùng Dương. Một pha sĩ 4/5 đến từ vừa thì nhận. Cân cân rồi anh em ạ. Thôi cho thằng đệ nó tạm nghỉ. Cho thằng đệ nó tạm nghỉ. Tập trung vào ván đấu của Ngô Khả Hân với Trần Hạnh Lâm. Trần Hạnh Lâm đi tiên, Ngô Khả Hân hậu. Hôm nay chỉ có một điểm dở, đây là Trung Quốc người ta để đỏ ở trên anh cửa. Em không đồng ý. Nguyên tắc là đỏ phải dưới. Cái vấn đề là không phải là nhát hay không nhát. Tôi không cá cược với bạn 2 triệu ở trên mạng làm gì cả. Cái thứ nhất là tôi không thiếu gì 2 triệu. Cái thứ hai là nếu mà chúng ta cá cược trên mạng với số lượng tiền 2 triệu đủ để cấu thành tội phạm. Nguyễn Hữu Thắng nhé. Vừa đủ để cấu thành tội phạm anh Cường ạ. Nếu cá cược ở trên này. Rồi cho nên bạn cất 2 triệu của bạn đi. To quá tôi không dám chơi. Thắng ạ. Có 2 triệu mà dọa từ hôm qua đến hôm nay. Sợ thật. Và như vậy là pháo 7 tấn 1 rồi. Vâng, sau khi đấu cột pháo này thì hai cái đường mã rất là thoáng các bạn. Một pha mơ đổi cây. Vẫn cân thôi anh em ạ. Vẫn cân thôi. À, tôi nghĩ chắc là ăn rồi. Ăn xong đi xem một bình 4. À nếu đi xem một bình 4 thì sẽ là xe 9 bình bình 2 bắt mã ngay. Bắt có chết mã không nhỉ? Ăn xong có khi phải đi mã 8 tấn 7 các bạn. Mã 8 tấn 7 hoặc có thể đi pháo 9 bình 6 rồi thì đi mã 8 tấn 7 sau sửa hình. Đúng rồi, cảm ơn Tăng Văn Tuấn. Hơi tối thật. Xin chào Phạm Trung. Chào Lê Ngọc Huy. Dần dần mình cũng phải sửa tính đi, sửa cái nét đi Lê Ngọc Huy ạ. Làm nghề này nhiều không căng thẳng được, thế là căng thẳng cả đời mất. Làm nghề này thì cố gắng mà mềm tính thôi. Sửa dần thôi. Cảm ơn bạn đã quan tâm. Một pha pháo 7 tấn 1 mời đổi pháo. Trong trường hợp mà pháo 7 bình 3 sẽ là mã 9 tấn 7. Đột nhiên hai con mã đang rất bí của anh chị Đi Đồng đúng vì một nước lại thành hai con mã khỏe. Hai điểm trở lại. Đầu tiên thì nó cả tạm thời nó yếu, bây giờ nó lại khỏe. Vâng, cảm ơn Văn Phong.
Hai con mã đang rất yếu, nhưng nếu mà đi một nước pháo này đấu pháo thì một nước cờ này khiến cho hai con mã cực kỳ khỏe. Cái bàn của Ngô Khả Hân và Trần Hạnh Lâm đánh nhau cũng khiếp là anh tưởng này. Cây cối bưu ra bưu díu. Anh không phải không biết lấy nhu các cương, mà là đôi lúc anh lại thích lấy cương các cương. Arsenal là tính anh thích cãi nhau. Đôi lúc rồi thật sự lâu lâu không cãi nhau anh lại thấy mất vui. Xin chào sắc sáo vui vẻ. Chào anh em, đây là tòa tháp của Thượng Hải, tòa tháp cao nhất Trung Quốc, 630m. Và cao 630m, hơn nửa cây số. Tổng diện tích xây dựng là 340.000m2. Cái gì này, chỉnh cái gì kia? Hòa. Chỉnh cái gì thế nhỉ? Chưa hiểu lắm. Chưa hiểu. Vô địch được 300.000 tệ, nó tương đương 1 tỷ từ Việt Nam, hơn 1 tỷ ở Linh Trần. Tương đương hơn 1 tỷ. Chắc là đồng hồ nó trục trặc. Thay đồng hồ anh em ạ, thay đồng hồ. Đồng hồ nó hỏng. Đấy, nó mờ cái kia các bạn. Cái đồng hồ này là theo quan điểm của mình là nó bị trục trặc, cho nên là hai kỳ thủ đề xuất là thay đồng hồ. Vâng, tôi nghĩ là hình cờ này chắc là Vương Đình Nhất ăn pháo rồi đi xem pháo 9 bình 6 rồi. Ăn pháo xong rồi đi pháo 9 bình 6 xong rồi mà 8 tấn 7. Tôi nghĩ là nước cờ hợp lý. À, đồng hồ nhất không chạy. Trọng tài đang bấm tạm dừng để thay đồng hồ. Em đoán là như vậy. Làm sao bằng đồng hồ mình được. Cái đồng hồ này là trọng tài nó vừa chỉnh đấy mọi người, đang tạm dừng lại để chuẩn bị thay đồng hồ đấy mọi người. Đồng hồ mình cũng từ Trung Quốc. Nhưng mà đồng hồ người ta đồng hồ trắng, đồng hồ mình đồng hồ thâm. Chắc nó phải có ưu việt nào đấy thì người ta mới. Cái đồng hồ trắng này anh chơi bao lần rồi anh biết được cái gì nữa. Cái đồng hồ trắng này nó không ưu việt. Nó ưu việt nếu như thi đấu, nếu mà anh đánh giải thì nó ok. Nhưng mà khi anh đánh độ ấy thì anh biết tại sao đồng hồ trắng nó hỏng không? Tại vì anh em nó hay đánh ăn gian là di tay, nó giữ cái nút lại. Đồng hồ bập bênh không giữ được. À, hai cái bàn cờ này là của một trận chung kết nam, một trận chung kết nữ, bạn Thọ Đông ạ. Một trận chung kết nam, một trận chung kết nữ. Pháo 9 mình 7 giữ pháo thì sẽ bị pháo ăn qua. Pháo ăn qua thì pháo phải ăn lên thì nó lỏng hết cả cây cối của bên đen sẽ lỏng lẻo lắm. Pháo ăn qua nước sau Trịnh Chí Đồng sẽ xe 9 mình 4 và nước sau đưa xe lên bắt pháo. Vâng, hay quá, cảm ơn Quang. À, thầy Cường đang chờ. Vâng, xin cảm ơn Nguyễn Nhật Quang nhá. Không bảo chung đang chờ lúc nào cũng thầy Cường. Em cứ thích dù mình vào tay du kích, tính em là thế anh ạ. Tính em là xấu tính. Nhất nữ là 10 vạn bạn ạ, 100.000 tệ. Ghê. 100.000 tệ là cũng là mấy trăm triệu rồi. Và hơn 300 triệu. 360 triệu. Vâng, bàn cờ bên nữ sổ sát kinh hoàng luôn. Kể mà để cho ông Vương Nhất Trịnh Đồng cầm bàn cờ bên nữ này hay. Chào Nguyễn Xuân Đình. Vâng, xin chào bạn Nguyễn Xuân Đình nhá. Anh Cường, anh đánh giá thế nào với nước cờ này? Nếu như đi pháo 9 bình 7 thì sao anh Cường? Pháo 9 bình 7 lọc lắm. Pháo 9 bình 7 pháo ăn qua này.
pháo lên nước sau đỏ đi xe 94 và xe 4 tới 2 bắt con pháo đây, con pháo à, con pháo đấy lỏng lắm anh em nhá. Nếu đi pháo 97 thì con pháo rất là lỏng, nếu đi pháo 97 ở đồng ăn ngay pháo 7 tấn 4 sẽ là xe 94 tấn công của con pháo đây. Chào Huy Hồ, chào anh em. Đồng hồ bên nhất chạy rồi đấy anh em ạ, chạy rồi. Chạy là thay rồi. Không hiểu sao Trung Quốc giải đấu lớn Trung Quốc nó rất thích dùng đồng hồ này, tôi để ý bao nhiêu giải. Vâng. Anh chủ. Vâng. Kể cả cấp liên tái vẫn thích dùng đồng hồ này, thế hay. Việt Nam mình thì thích đồng hồ nâu, em thích đồng hồ nâu. Nó phải có cái ưu việt gì chứ? Em nghĩ chả ưu việt gì, như nhau cả, đều là tính giờ, đều là chuẩn cả. Chẳng có ưu việt gì cả. Em là người, em nói anh nghe, cái quán Thăng Long Kỳ Đạo mình mở từ năm hơn 10 năm rồi, từ hồi ở chỗ cũ. Em, những anh em ở quán là làm hỏng được khoảng hơn 100 cái đồng hồ trong thời gian đấy. Và em biết được rằng là cái đồng hồ trắng này nó hỏng dễ hơn đồng hồ nâu rất là nhiều. Chính vì thế cho nên em không nhập đồng hồ trắng, em dùng đồng hồ nâu. Mà đồng hồ nâu này 1 phút dành cho quảng cáo chỉ giá có 580.000, đang bán trên soccer.vn, các bạn hãy đặt mua. Bền vô cùng, bền đến lúc hỏng luôn. Không bao giờ kiểu giữa chừng để đi sửa đồng hồ đấy. Anh cứ khen cái đồng hồ trắng nó về vừa sửa đấy. Nó hỏng đấy. Nhưng đồng hồ nâu của em là không bao giờ hỏng. Nó vừa hỏng ngay. Nó vừa hỏng ngay, nó vừa khen nó vừa hỏng. Anh em thấy không? Đừng mua đồng hồ trắng này, phải mua đồng hồ nâu của mình. 580.000 một cái. Bền đến lúc hỏng. Và như vậy là đấu rồi. Ô đấu à. Đấu thì lỏng đừng kêu nhá. Không đấu là đúng rồi chứ mà đừng pháo vào mới hỏng. À đừng có vào mới hỏng. Bình pháo vào mới lỏng. Như vậy là sau một nước cơ của chị Nghi Đồng phân tích là hai con mã đều thoáng anh em ạ, xe thông mã thoáng nhưng mà chỉnh thể hình cờ của đồng chưa tốt các bạn. Con này là chấm ở đồng đang lép 70 94 anh em ạ, đồng đang lép, đồng đang lép thì ti đấy, nhưng cái lép này thì nó cũng chưa giải quyết vấn đề gì đâu. Chưa có gì cả, bây giờ vẫn đang cân bằng anh em, vẫn đang cân bằng. Số quay là đang đề xuất là pháo 94 đến từ Vương Thiên Nhất. Nó đang đề xuất pháo 96. Pháo 96. Đây, nó đây. Nhưng mà đồng hồ bọc bênh nó bền hơn Thịnh Nguyễn ạ, nó bền, nó bền hơn. Nếu hòa sẽ đánh anh chớp ạ. Anh em like cho mình cười ạ. À số que nó nhảy bởi vì mình thay bên, thay bên thì nó nhảy điểm ngược lại Nguyễn Bằng Đồng. Ở đây cái con nào ở dưới là nó chấm điểm cho con này anh Cường ạ. Ở đây đang chấm điểm cho xanh, xanh đang dương 46 điểm. Và số que của mình thế hệ mới 2023 là thế. Nguyễn Bắc Đầu mới nhất bây giờ 2023 là thế. Bây giờ mình mà lật bàn cờ thì nó lại chấm điểm ngược lại, bạn hiểu ý mình chưa? Số quay mới quá, hiện đại quá. Và cái nước cờ này thì tôi thấy đi khởi động xe hơn nhỉ, mà đi pháo 96 theo quan điểm của tôi. Máy nó đi thì nó khởi động pháo, chứ còn người là sẽ khởi động xe. Người là kiểu gì cũng đi xe. Xe 94, xe 94, xe 4 tấn 6 ra con xe khỏe ơi là khỏe. Cùng nghe theo em hoè đi xe 96.
À ra xe thế thì sẽ đi sẽ bên bên đỏ có nước xe 92 bắt chết cây. Bắt bắt con 38, 38 lao lên thọc súng vào pháo bắt chết. Chưa bắt chết nhưng mà cây cối làm khó cây làm cối khó. Nó bị loạn xạ. Làm khó. Chắc là pháo 98 để pháo 6 để đi 38 tấn 7. Trông như tôi mà đen khó đi đấy, bảo đen ưu nhưng mà đen khó đi phết đấy. Vâng, xin chào bạn Dương Nguyễn nhá. Chào anh em, chúng ta sẽ quyết định đến từ vương đến nhất. Nói ưu nhưng mà khó đi biết tại vì cái đường ngựa của đồng thoáng lắm. Hai con ngựa nhảy mã ngựa phi như điên cuồng, bây giờ mã 3 tấn 4 mã 4 tấn 6 là giao chân luôn, ví dụ thế cơ, Rồi. ví dụ vậy. Ví dụ vậy thưa các bạn. Chung kết đấy các bạn ạ. À. Chính xác là chung kết. Vâng, chắc là nó tính là bên đen đang hơn hai binh mà bên đỏ đang vị trí cây đẹp hơn. Đúng rồi, Nhưng nó mà tính là hơn hai binh, nó tính điểm, nhưng cờ này cầm xanh là khó đi đúng lắm. rồi. Khó đi vô cùng. Tại vì máy nó đỡ được hết, thành ra nó tính là ăn được hai điểm hai con tốt. Đúng Mỗi rồi. biển 100. Mỗi con tốt Thực ra trăm cờ điểm. này là chị nghĩ đồng hơn tầm 140, nhưng mà nó tính mỗi con tốt có 100, nó cộng lại là 200 trừ đi. Trừ đi 100 Đấy, ví dụ 160 điểm. đây. À. Trừ đi 140 còn lại dương 160, dương 60. Ok, Trần Giáo Mẫn nhá. Xin chào Hoàng Anh Tuấn, Fisit, chào anh em. Fisit. Nào hãy xem Vương Nhất quyết định. Đấy, lúc nãy hổ báo đánh hơn 40 phút, bây giờ còn 2 phút ngay. Đến chung cuộc là hết cuộc là khó ngay. Ok, Tước Minh. Physics à? Ok bạn. Tiếng Anh nói chung là tiếng nước ngoài mình kém lắm. Không biết gì cả. Xin chào Trương Văn Bôn. Hòa là cờ nhanh, hòa tiếp là cờ chơi. Vâng, theo quan điểm của tôi là ván này có khi không hòa đâu, sẽ có được thua. Cái hình cờ này tôi đánh giá là sẽ có được thua. Chung kết đánh duy nhất một ván thôi anh em ạ. Vâng, voi ba thoái năm thì nguy hiểm lắm. Voi ba thoái năm thì bên đỏ cứ lao mã lên thôi, Anh uống cà phê không? lao mã lên bắt mã có. Uống cà phê nhé, để em đặt. Chắc đường mã của Trịnh Đồng cực đẹp luôn các bạn. Vâng, đây là gương mặt của Vương Nhất. Chào Ngô Văn Thọ, chào anh em. À, mình bình luận đây rồi thì chắc là có khi phải để tối mai mới leo danh Tối mai leo các danh. bạn nhá. Bây giờ chuyển sang chung anh đi, anh đi Vũng Tàu thì mình ở nhà mình leo À, danh chiều thôi. mai leo danh. Tối tối em làm. Chiều mai leo danh. Mai em chưa đi. Chiều mai leo này. Vâng, cờ chậm thì các bạn cứ túc Kiên tắc các nhẫn bạn anh em xem. ạ. Kiên nhẫn các bạn xem là không vội, tại vì các danh thủ người ta cũng không vội, tại vì cứ người ta phải chọn nước nào cao người ta mới đi, nước thấp người ta đi người ta thua mất. Chính xác rồi.
À, mấy em like phấn khởi ạ. À, đây là bạn ấy rồi. Bạn vương nhất chỉnh cái đầu bây giờ. Cái bạn này nó vẫn cứ hơi mờ. Nó hơi mờ. Bạn rất đẹp nhưng mà sao nó cứ hơi mờ. Vâng, như vậy là xem một bình bốn. Đấy đúng không? Đấy, vương thứ nhất đi theo sự chỉ đạo của tôi đâu. Đấy, thực ra tôi không tính theo que đâu. Nếu mà tôi mà cầm tay thì tôi phải ra ngay con xe. Đúng rồi, chính xác là như vậy. Đúng không? Đấy, nhìn thấy nước cờ là tôi phải ra ngay con xe. À, không sợ được xe 4 bình 2 nhỉ? Xe 9 bình 2, xe 9 bình 2 thì sao? Xe 9 bình 2 bắt mã, mã 8 tấn 7, xe 2 tấn 6 bắt mã tiếp. Chắc là xe 4 tấn 2. Ui, giữ thế này lùng bùng quá nhỉ? Nếu lúc sau thì mã 3 tấn 4 cái là khó đi lắm, cây cối khó đi ghê. À, xe 9 bình 2 thì có thể đi... xe 4 tấn 6 bắt mã đôi bên cùng nhau bắt à. Thì lại mã 7 tấn 8. Ồ, Phương Chính Nhất đi cái chỗ này nó đưa mình vào thế khó, không biết có xử lý được không. Nó ngâm ngâm ít. Các bạn cứ lưu ý người đánh với người thì cứ 150 điểm trở xuống là đánh tốt các bạn nhé. Các bạn đừng cứ tính theo điểm. Ví dụ như 3 điểm hơn 2 điểm, hơn 1 điểm thì khó lắm. Thầy cờ người đánh với người thì cái điểm nó không rõ ràng được. Mình không thể đánh chính xác 100% được. Cho nên là cứ đánh giá là cứ dương ngâm 150 điểm trở xuống là chơi được tốt các bạn. Đấy, con oe của tôi nó đang chỉ đạo đi xe 92 theo ý thầy Cường đấy kìa. Đấy, xe 92 mà. Vương Nhất đi nước cờ này xong là em cảm giác là hơi lo đấy, hơn hai binh mà em phân hơi nhiều. Phải lên xe giữ. Này, tôi lo cho Vương Nhất quá anh em ạ. Tôi lo quá. Tôi hồi hộp quá, lo cho Vương Nhất quá. Đấy, Trịnh Chí Đồng vừa rồi đánh giải vòng bảng ấy chả 300 điểm hòa. Vâng. Anh biết đâu em một phần là bị anh em ghét, là một phần là hay tay toay ai cãi nhau, và anh em một phần nữa là hay thích Trịnh Chí Đồng. Mà đa phần anh em phải thích Vương Nhất. Yeah. Đấy. Nó khổ. Vâng, bài bình luận của Hồ Tư Lệnh ạ. Chính xác là như vậy. Vâng, chắc sẽ chỉ bình 2 thôi. Ngượng gì nữa. Sang mà bắt xong xung xuống một tấn công con ngựa đi thôi. Xe 9 bình 2 thì mã 8 tấn 7, xe 2 tấn 6 bắt mã thì xe 4 tấn 2. Cái nước cờ này mục đích là Vương Đức Nhất không muốn bên đỏ mã 7 tấn 6 bắt mã. Anh Trung thích Đồng mà lại lo thật nhất. Đúng là cô giáo. Trang cô giáo này khả năng là vừa trẻ vừa thơ ngây. Cho số que để che mất mặt Vương Nhất em, che mất đồng hồ em. Đấy, anh có muốn để nó bé đâu. Mình xem gương mặt Vương Nhất Trịnh Đồng cũng hay mà. Đúng không em? Xin chào Chí Quất. À, đúng rồi, có thể đấy. Đi lấy nước. Xe 9 bình 2 thì đi phó 9 bình 7 à? Thì mã 3 tấn 4 thôi, thì mã 8 tấn 9 thì tốt đầu ai trông mà bạn. Đúng không? Đi thế thì có tốt đầu ai trông. Sợ xe 9 bình 2 ngay. Đúng là em mình đi cờ cực kỳ uy tín các bạn. Xe 9 bình 2 ngay tức thì. Mã 8 tấn 7 không bắt mà mã 3 tấn 4 trước anh Cường. Chưa hiểu lắm.
Vâng, điểm phần mềm ở trên kia kìa bạn. Đấy các bạn thấy không, phần mềm đôi khi nó chỉ cho chúng ta những nước cờ mà chúng ta hầu chúng ta hiểu, chúng ta phải kỹ lắm chúng ta mới hiểu. Mà không hiểu mà tập theo một số nước không hiểu về sau tàu hỏa nhập ma. Tàu hỏa nhập ma chắc luôn. Đúng không? Em nghĩ là nhảy mã 3 tấn 4 khúc sau đang dọa mã 7 tấn 6. Nếu mà thích thì có thể đề phá và đổi xe, ví dụ thế chẳng hạn, trong một oánh linh tinh cả. Nhảy mã 3 tấn 4 nước sau đi pháo 5 bình 3 bắt mã. À, ghê nhỉ. Không cẩn thận là nước sau pháo 5 bình 3 bắt mã đấy. Ghê đấy. Quang ơi. Hình như anh nhận được tiền nhá, cảm ơn em. À đúng rồi. Nếu thọc xe bắt mã là mã 7 tấn 6 này, ghê không? Nước cao, có nước cao mà đồng nhận ra được ngay này. Mã 8 tấn 7 nhá. Mà đi xe 2 tấn 6 thì mã 7 tấn 6. Ăn sang mã 3 thì vòng ngược con mã 6 thoái 5 về chết xe ngay. Ghê thật. Đúng là vượt thiên nhật. Cũng ghê đấy. Cũng làm trò làm vẻ đấy anh em ạ. Cũng làm trò làm vẻ đấy. Đúng 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 đúng. Bàn cờ này là máy tính đánh giá là bên đỏ đang âm các bạn. À bên xanh đang âm rồi nhé. Xanh âm rồi. À mọi người yêu cầu mình cho vào Tùng Lâm ạ. Anh em người ta yêu cầu phục vụ anh em. Đúng rồi, mình thọc xe xuống người ta đi mã 7 tấn 6 lên bỏ mã ngay. Ác hiểm nhờ. Mất tiền ngay. Anh thấy chưa? Anh thấy đường ngựa của em chưa? Xong em nhảy sang đây này, em móc phá quà phá linh tinh này. Cái con ngựa ba yếu lắm. Đấy, anh nhìn thấy đường ngựa của em đề xuất chưa? Giao chân hai con ngựa vào nhau. Không vẫn có đấy Khôn Trần ạ. Nhưng mà không như kiểu đồng nhất đâu. Vẫn có, nhưng mà không đến nỗi như đồng nhất. Vâng, thế công vẫn là phụ, vẫn là quyền chủ động, vẫn là Trịnh Chí Đồng đấy các bạn. Mặc dù thấy đề là âm đấy, nhưng mà tôi thấy được cái đường ngựa của bây giờ nhất âm rồi. Bây giờ nhất âm rồi. Nó tính điểm ở phía dưới này. À, nhất, vâng, âm. Nhất âm rồi. Nhất âm rồi. Đúng rồi, Lý Hoàng Kiệt, chính xác. Chúng ta có thể là tôi có thể là thích Trịnh Chí Đồng, bạn có thể thích Vương Đình Nhất, nhưng mà chúng ta vẫn thích nhau. À. Cảm giác em cảm giác là cờ đồng dễ chơi hơn này cửa. Cây mã nó mình cầm hơn. Tay mình thích cầm cờ đồng hơn, phải thú thật là như thế. Con tốt 7 này, con tốt 3 kia thì không đi tiền rồi. Mã đồng thoáng hơn, có 4 cây chiến, xe 2 mã 1 pháo, cây nào, các cây nào cũng đều có công ăn việc làm hết. Các bạn, trong khi đó con mã 3 của Nhất là con mã ốm. À, bây giờ có thể thọc con xe lên bắt ngựa. Bắt ngựa để lao mã lên bắt mã. Cờ này đồng đáng yêu với Sơn Thái ạ. Đồng đáng yêu. Đánh một ván duy nhất thôi. Đúng là siêu kinh điển đấy, super classico đấy. Trong bóng đá Brazil, Argentina, Real, Barca đấy. Quần vợt một đợt là Nadal và Federer đấy. Djokovic. Và trong cờ tướng đó là Trịnh Chí Đồng và Vương Đình Nhất. À nó càng phân tích độ sâu nó càng cao thì nó càng chỉ đến nước đi chính xác hơn các phương án. Dương Chí Hào. Tức là lúc đấy nó có nhiều phương án các bạn để lựa chọn. Điểm này em tính cho điểm xanh đấy. Anh Sơn Thái ạ. Cái số que của em tính cho điểm ở dưới này. Tức là số que bật về hướng nào thì nó tính cho điểm bên đấy. Số que em mới mà 2023 mới xuất bản, em là lấy trước. Nhà sản xuất tặng trước cho em. Để em thẩm.
2023 mà anh mới có Noel này. Nếu mà mua thương mại. Hòa đánh nhanh chớp ạ. Ồ, người ta lại chuyển sang bàn của Trần Mô Hạnh Lâm. Điểm trên đây này em, điểm đây. Được chưa? Đấy, sau một lúc là độ sâu thì nó lại trở về gần mò rồi. Vâng, cũng có thể đi xe tấn 5 đi. Xe tấn 5 bắt mã để mã lao tới. Vâng, đang đến nhất đi mọi người nhá. Đang đến vương nhất đi, chưa đi được. Cái bàn của Trần Hạnh Lâm và Ngô Khả Hân này khả năng bên đỏ ngon hơn anh Cường. Em nhìn thoáng thoáng. Ngon hơn rồi, vâng. Mấy tốt liền qua sông. Ghim ghiếc, ghim cây, ghim cối đây. Ờ, đấy, có khóa đầu đóng chặt này. Nhìn thấy ba tốt trung tâm rồi. À, vỡ một con tượng. Em chào anh Ninh Tâm ạ. Chào tất cả anh em. Vâng, xin chào anh Ninh Tâm. Vâng, một nước cờ đầu tư khá lâu đến từ vườn thứ nhất. Có thể là cái nước cờ này nó gọi là bước ngoặt của Trung Quốc các bạn. Anh em like đã rất phấn khởi ạ. Cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào anh Lê Khắc Dũng. Vâng, đây là một cái không gian quay từ trên cao ở Thượng Hải. Tòa tháp cao nhất Trung Quốc. Vâng, xin chào anh Phạm Thành Hồng. Em cảm ơn anh. Vâng, xin chào bạn Phạm Ngọc Tuyền nhá. Thì cờ này thì nó cũng là ngang nhau mà các bạn. Thì đồng ăn hay nhất ăn cũng là bình thường. Do xử lý chung cuộc thôi. Nhưng mà cờ này cầm đen sẽ rất khó đi. Như anh Cường và anh đã phân tích là bên đỏ cây cối nó hình cờ đẹp hơn rất là nhiều, dễ xử lý. Vâng, em cảm ơn anh Hoàng Ngọc ạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Cái mô mô của em lại chậm. Cảm ơn anh Ngọc Hoàng đã tặng 100k cà phê ạ. Cảm ơn anh. Vâng, xin cảm ơn anh Ngọc Hoàng nhá.
Cảm ơn Tùng Lâm tặng 50k cà phê. Vâng, xin cảm ơn bạn Tùng Lâm nha. Khó đi đấy. À, như vậy là mã 7 thứ 6 rồi. Một nước cờ hứa hẹn âm tiếp anh Cường. Hứa hẹn âm tiếp. Nếu lao tới thì về tượng. Vâng, như vậy là đúng là nếu mà cầm là con người đi thì sẽ đi mã 7 thứ 6. Và Vương Nhất đã chọn phương án mã 7 thứ 6 rồi. Chắc là mã 7 thứ 6 bắt cây rồi, bắt ngựa. À, cái tin nhắn đấy là tin nhắn ở bên Trung Quốc. Nên là người ta kiểu người ta tặng quà, người ta không tặng bằng tiền đâu, người ta tặng bằng vật phẩm. Vật phẩm nhưng mà nhớ nhà nào không có mèo sao nhỉ? cái vật phẩm này nó nói là mèo nào mèo ảo. Như cái rồi. Quà tặng cái đổi ra tiền được, nhưng mà mèo cho vào mồm. Mèo ảo. Vâng, mèo ảo. Vật phẩm ở Trung Quốc họ tặng cây. Mười tám phút và 15 phút thưa các bạn. Vâng, chắc là lao mã tới thôi. Bạn này đồng năng ưu thế đấy Sơn Lâm ạ. Nhưng mà tôi nghĩ là đồng năng suy nghĩ là nên lao mã nào. Bàn cờ chính không to được, to là mình đã cho to rồi, các bạn thông cảm. Vâng, như vậy là mã 7 thứ 6. Mình không khó điều chỉnh nhưng mà bên Trung Quốc họ là người ta đảo hình liên tục, nó vỡ hình. Phước Lê ạ, mình đã cố gắng hết sức rồi. Vâng, chắc là xe 4 tấn 2 rồi. Bỏ tôi đầu. Què đang đưa ra các phương án đấy. Đang xem cờ tự nhiên đi so sánh Việt Nam với Thượng Hải. Nếu bình pháo bắt xe chắc là xe bình ra lộ 6 các bạn. Vâng. Nhưng mà em thấy là Trung Quốc nó tặng kiểu tiền ảo cho mèo này không hay nhá anh nhá. Nó không để hay bằng bạn Quang ấy, một số bạn vừa rồi tặng thẳng tiền cho người được. Nổ ngay thì. Chào Hiếu Lucky ạ, chắc là mai thì anh Cường sẽ leo danh. Chào Diary, đánh một ván đó bạn ạ, nếu hòa đánh nhanh chớp. Vâng, các bạn biết tại sao mà trong hình cờ này bên đen đi xe 4 tấn 2 giữ bãi không? Tại vì nếu như về tượng ấy, thì sẽ bị xe 2 tấn tấn 6 vẫn tấn công ngựa là nguy hiểm ngay. Đấy, nước sau nhảy mã ngoại tàu cái là gục ngay các bạn. Đấy, con xe 4 tấn 2 nó vừa giữ mã mà nó vừa ngăn chặn cái đường mã ngoại tàu của chị Đồng. Bên mình không bán phần mềm dạy cờ bạn à, phần mềm thẩm cờ bạn ạ. Bên mình chỉ dạy cờ. Chào An Bình. Vâng, xin chào An Bình An. Cái máy tính thì nó cũng tính các phương án như mình thôi anh em. Họ nó sẽ tính là nếu mà đổi xe thì sao, bình 3 thì sao, chuyển sang 8 thì sao, nó cũng tính như vậy thôi các bạn. Nếu mình mất xe thì xe chạy sang 6 rồi, không vấn đề gì.
Hiện giờ Vương Vương thứ nhất có một cái điểm trọng yếu, đó là cái con mã ba, là cái con mã kém phát triển. Chị đồng cứ khoét vào đấy là cũng khó chịu ra phết các bạn. Chào cửa tường đất Việt nhá, chào anh em. Chào Hùng Soái, Hùng Soaring, đánh cờ giỏi hát hay. Hà Nội có mưa đâu, không mưa. Không mưa gió gì cả. Alo. Vâng. Vâng, đúng rồi, cạnh cái quán Bia Lò Vừng nhé. À, software thì vẫn báo là bên chỉnh đồng ngon hơn. Ngon một chút thôi các bạn, không nhiều đâu. Cũng có thể nói là ngang nhau. Ngon một chút, tí 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 không đáng kể. Vâng, xin chào bạn Nguyễn Ngọc Tân nhá. Vâng, tôi nghĩ là có thể đi pháo 5 bình 3 bắt tượng được không? Bắt tượng thì bên đen đi pháo 8 bình 7 đấu à? Vâng, cứ loanh quanh cái chỗ đấy thôi. Vâng, xin chào bạn Lê Hữu Hào nhá. Vâng, ok bạn Nhân Huỳnh, hôm qua thua ván cuối tiếc quá, gỡ mãi mới được hòa 6 đều cũng lại thua mất. Phí ơi là phí. À, nhưng thôi cấu úp mình yếu rồi các bạn, đánh như thế là hết sức rồi. Vâng, xin cảm ơn bạn Bùi Ngọc Nam nhá. Xin chào bạn Hùng Vũ. Vâng, mời anh em uống cà phê nhá. Như vậy là đồng vẫn chưa đi được. Đấy, bạn nữ của các bạn đấy, mua Khả Hân với Trần Hạnh Lâm. Vâng, cái hình cờ này thì tôi nghĩ là bên nữ thì bên đỏ chắc là thắng rồi, khả năng thắng rất cao. Cây cối lấn lướt đè hết cả bên đen. Vâng, như vậy là bình 3. Bình 3 pháo 9 bình 7 thì lại pháo 3 bình 6 à. Làm cho cái con pháo của phương thứ nhất nó đưa vào cái lộ 7 nó không nhòm vào tốt các bạn. Đấy cũng là một cái có lợi. Lắc giật. Đúng rồi, vì để con pháo nó ngòm tốt rồi tương lai người ta quật lên tự và nhiên là lắc giật. Lại bị mất con tốt, là không thích rồi. Rất hay đấy, đưa chị như đồng. Nhiều khi là đi pháo 6 bình 4,
cứ nhốt bộ người ghim đi ghim đấy, đi phó 6 bình 4 đứng đây thôi mà không nói gì các bạn, các anh thử không giữ là tôi đập ngay. Nói chung cờ vương nhất thì đang lo đỡ thôi. Đấy, lại ghim mà. Ghim mà, đinh ghim. Rất khó chịu. Khó chịu ghê. Đấy các bạn thấy các cây mã của vương nhất trông bắt đầu hai con mã trông xấu như con gấu. Vâng, đúng như anh Huy Nguyễn nói là sai mà ly là đi 1 tỷ. Sai mà ly là đi 1 tỷ. Rất là khó đi dành cho vương nhất. Khó đi lắm, chỗ này vương nhất khó đi ghê. Đấy, sau này đồng có thể đi xe 2 tấn 8 này. Xong rồi móc vào bắt con tượng 7. Tìm con yếu tấn công. Các bạn, Trung Quốc cứ con nào yếu là bắt. Đấy, đối phương mà về tượng cái là cái con xe của vương nhất tắc. Bị tắc. Hay quá nhờ, Hùng Xoái nhờ. Đồng lấy lộ đá đi ba nước pháo ghê anh Cường. Ghê. Phát thứ nhất bắt tượng ép vào 97. Phát thứ hai bắt xe, phát thứ ba ghim. Đường xe lãng tử ngay tầm đạn, rượu pháo giang hồ trước mũi tên, trước mũi tên. Đấy, có thể đi xe 2 tấn 8 xong rồi xe 2 bình 3 bắt tượng, xin tôi xin anh con voi. Đúng không các bạn, Trung Quốc cứ con nào yếu mà tấn công thôi, đúng không, rất đơn giản. Lại quay Thượng Hải rồi, lại khoe khoang Thượng Hải rồi. Ôi dồi ôi, Thượng Hải lắm, nhà cao tầng thế. Ôi thì nấu thì khủng khiếp, khủng khiếp. Khủng khiếp. Em đến bờ sông này rồi. Đến bờ sông này ngắm tháp truyền hình rồi. Đến bờ sông rồi. Vâng. Sướng nhỉ. Đồng lắm. Bây giờ thì nó vắng rồi, phải đang dịch chứ còn hồi xưa đông lắm. Đi bộ phải chờ đèn, không được không kịp. Không, Thượng Hải đẹp đấy các anh em ạ. À. Không khí họ cũng tốt đấy. Đấy, bây giờ khó đi ghê luôn. Ôi, bây giờ, giờ nhất bây giờ còn ít lắm này các bạn này. Thượng Hải là trung tâm số 1 Trung Quốc rồi. Bắc Kinh chỉ là ấy thôi. Chỉ là thủ đô thôi. Rất khó khăn với vương nhất các bạn này thấy. Anh chưa đến trương gia giới. Đồng Thắng là đè nhất xuống dưới Hello luôn đấy. Hùng Xoái ạ. À, thắng cái là đè ngay đấy. Mình đi rồi mà bạn. Mình đi Thượng Hải nhiều chứ. Thượng Hải, Quảng Đông. Nghề của mình là đi mà không biết. Ngay chỗ này vương nhất là rất là khó đi các bạn. Có khi cái con mã bà đang bị bắt có khi phải thoái về để cho xe mất công đỡ mất công giữ. Khó đi ghê nhỉ. Cây cối xe mã coi như cứ bị pháo nó soi. Vâng, binh 5 tấn 1 rồi. Vẫn đi nước cờ chính xác nhất cho số quay đề xuất. Ghê nhờ. Trong những lúc khó khăn vẫn đi ở nước cờ chính xác nhất. Mình cầm thì chưa chắc mình đi ở nước binh 5 tấn 1 rồi. Vâng, chính xác. Bến Thượng Hải tranh bá đầu lòng. Binh 5 tấn 1 là để mục đích cho đi 33 tấn 5. Hồi em đến Thượng Hải em chỉ có nuối tiếc duy nhất một điều này anh Cường nhé, là em không ra cái chỗ mà chụp ảnh cái bộ vét với cả cái xe ô tô của nhân vật Hứa Văn Cường ở trong bến Thượng Hải. À. Thì ở Thượng Hải nó có một cái khu vực là để mọi người chụp ảnh lưu niệm mặc vét đội ngũ phớt. Thì hôm ấy đông quá em không chụp được. Không ra đội ngũ phớt chụp được. Đông quá không chụp được kiểu ảnh đấy. Ở đâu hình như là mấy chục tệ. Yeah. 50 tệ hay 100 tệ đó. Chụp ảnh. Em mà tiếc một cái như thế. À, đồng đá thì kinh rồi. Đồng đá thì kinh rồi.
Đấy, nước sau là chuẩn bị mã 3 tấn 5 ấy. Thoát ngựa lên, xong rồi thí con tốt 3 bắt mã, xong rồi nhảy mã 5 tấn 7 lên lại trở thành con mã đẹp vô cùng tổ quốc tươi, mã hoàng tử. Trung Quốc anh đi được ít, mới đến Quảng Đông, Thâm Quyến, Thượng Hải. Ít em ạ. Quảng Châu. Quảng Đông là nằm trong Quảng Châu ấy. Dương Quang Lâm đấy. À, Quảng Châu nằm trong Quảng Đông đấy. Yeah. Mới đến Quảng Đông là bao gồm hết rồi. Quảng Châu đợt đấy mình đi Quảng Châu đánh Dương Quang Lâm xong về Thâm Quyến đấy. Vâng. Tôi nhớ anh Trung anh gọi con ngắn quay, nó vác con ngắn quay to cũ vậy à. Tôi với thầy Hồng, thầy Cường ăn lôi mồm anh em ạ. Vào chỉ coi như vào không biết tiếng, coi như nó hỏi cái gì mình mở tạp chí ra chỉ vào con ngan quay để chỉ nhầm thành con ngỗng quay. Đâu, nó là con vịt nhưng mà con vịt quay nhưng mà mình nghĩ là nó chỉ một cái đĩa con nửa con thôi, nó chặn nguyên một con anh em mình ăn. Nên là cái con ngỗng quay đấy nó to đúng bằng đầu con trâu. Thế là phải đổi, nói mãi người ta mới đổi thôi. Ăn lôi mồm như vậy là đồng đi nước cờ này. Đồng đi nước cờ này anh em ạ. Nước cờ này không cho thì tốt đấy. Không cho thì tốt. Nước cờ này mục đích là không cho thì tốt. Càng nhờ. Để mà làm khó thì đồng là số 1. Chào Cường Cao nhá, chào anh em. Tôi vẫn nghe lấy lại Lại Luynh bảo là cái lối cờ của Trịnh Đồng Lại Luynh vẫn sợ hơn Vương Thứ Nhất. Vâng, khó chịu hơn nhiều. Nó khó chịu ở Vương Nhất. Vương Nhất đánh thì còn có điểm mà đánh lại. Đồng đánh không có điểm mà đánh lại. Đồng đánh như nó cái lối khai cuộc của Đồng khó chịu. Lại Luynh vẫn ngại Đồng hơn là Vương Thứ Nhất các bạn. Để mà lựa chọn thì Lại Luynh có khi chọn Vương Thứ Nhất. Để mà đánh đúng không? Để mà chọn người chơi ấy, để mà hỏi chọn hai người đấy là Lại Luynh của đội Việt Nam là chọn Vương Thứ Nhất ngay, không cần chọn Trung Nhất đâu. Thời gian hai bên tương đối cân. Nhưng mà nói chung để Vương Nhất là gỡ ra được cái hình cờ này thì phải là một thiên tài. Nhưng mà Vương Thứ Nhất đúng là một thiên tài. Vừa từ nãy đến giờ hình cờ khó thì nó đá toàn nước chuẩn anh Cường. Cả hai ông đá toàn nước chuẩn. Đây là thầy Hồ Vinh Hoa, Phượng Hoàng Bất Tử của làng cờ Trung Quốc. Cũng là thần tượng của rất rất nhiều con người yêu cờ Việt Nam. Mà đến bây giờ chưa có danh thủ Trung Quốc nào đạt được những cái đỉnh cao như vậy. Những cái đỉnh cao như ông. Thập niên bá mà 10 năm vô địch. Liên tiếp, tức là 10 lần vô địch liên tiếp. Tôi vẫn nhớ cái thời đấy Hồ Vinh Hoa sản xuất ra cái tức là cái khai cuộc phản công bạn. Oanh toàn thấy được. Oanh đâu được đấy, cái thời đấy nó cái mốt phản công bạn ghê lắm các bạn. Vâng. Phản công chữa bách bệnh. Phản công chữa bách bệnh. Sau bây giờ nó mới đỡ đi. Chứ hồi xưa là phản công mã đánh coi như làm cho bên pháo đầu rất lung tung. Tôi nghĩ là không ai có thể phá được kỷ lục của Hồ Vinh Hoa nữa. Và ghê. Kinh hoàng. Vẫn là kinh hoàng. Vương Thứ Nhất vẫn đi nước cờ cực chuẩn. Vâng, cái con mã 3 nó đã thoát khỏi cái điểm công kích của con mã 7, 36 rồi. Mà khi mà nó đã thoát ra khỏi cái điểm đó rồi thì cái hình cờ nó trở thành cân bằng. Và bắt mã này chắc là binh 7 tấn 1 rồi. Bắt mã lại. Để đưa cái con mã 3 lên điểm đầu tượng. Nếu tượng nó lên thì sẽ là mã 5 tấn 7. Chén rồi đấy. Chén rồi, đổi rồi. Đổi cây Trịnh Chí Đồng thông Nhai Đình. Như vậy là Vương Nhất đã thành công trong việc đổi một con mã yếu lấy một con mã khỏe và có tốt sang sông. Anh Cường thì mình trả lời hộ là anh ấy thích Lữ Khâm, anh ấy hâm mộ Lữ Khâm. Trước anh mua quyển sách của Lữ Khâm nên là anh ấy đánh là sông sáo.
Vâng, thì cũng có thể nói là cái đường đánh của tôi cũng phụ thuộc vào cái trước đây tôi học học của danh thủ nào thì mình nó bị ảnh hưởng các bạn. Đấy bây giờ nhá, mà bên đỏ đi xe 5 thoái một ăn về 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 tốt, đầu bắt ngựa thì sẽ là binh 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 16 tấn một bắt pháo. À binh 6 tấn một bắt pháo thì ăn lên ngay nhỉ. Đấy bây giờ có thể đi xe 5 thoái một được không? Cân nhắc được cờ xe 5 thoái một. Thế mà nó pháo 7 tấn 2 sao? Pháo 7 tấn 2 thì ăn luôn. À ăn luôn nhỉ? Ăn luôn. Xe 5 ăn luôn đổi cây à? Bắt ngựa. Bắt ngựa với con ngựa đi đâu? Ăn bóng lên ăn luôn, ăn lên. À, ăn xe lên đổi cây anh ạ, đổi đấy, cây. Bắt ngựa. Đổi cây. À, bắt ngựa thì thúc tốt xuống bắt pháo, pháo ăn lên thì tiến pháo lên 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 bắt xe, cũng đánh đá như nhau cả, thì cũng hòa hòa mỗi bên còn một xe hòa các bạn, thế mới điên gì nhỉ? Chưa thịt ngay xương sầu trận bực mình vô cùng anh em ạ. Vâng, nếu ăn xe về tốt thì cũng hòa thôi, thì ăn xe về tốt vương thứ nhất sẽ đi binh 6 tấn 1 bắt pháo. Pháo ăn lên mã thì vương thứ nhất sẽ đi pháo 7 tấn 2 bắt xe. Đấy, sau đó vật con mã 6 đi và ăn nốt con pháo đi là hòa. Đôi bên chuyển sang cửa nhanh. Nhưng mà bây giờ mà không ăn về tốt đầu thì có thể lên sĩ. Tại để tránh cái con tốt nó cứ thúc xuống nó bắt cái con pháo mãi. Để vẫn giữ cái thế kìm kẹp của bộ xe mã của vương thứ nhất. Hay, ván cờ đúng là đỉnh cao các bạn. Ván cờ đúng là đỉnh cao. Đỉnh cao kỳ nghệ. Pháo 4 thoái 1 thì bên đen cũng vẫn đi binh 6 tấn 1 mà. Thì rồi các bạn cũng vẫn phải lên sĩ mà đồ. Lên sĩ thúc tốt bắt thì lui pháo về hai nước thôi, có vấn đề gì đâu. Cử binh 5 là dễ hòa đấy bạn. Vâng, năm là hoàng ai đè lại đến nước này tôi nghĩ cũng hợp lý rồi, đúng là thiên tài. Ô sao đi nước này, sao ô đi nước này đến đây nó lép này, lép nặng rồi này, nước cờ Trịnh Dầu đi nước cờ này bị lép nặng rồi, Trịnh Dầu đi nước cờ lép nặng rồi anh em. Mã 6 tấn 4 thoát giữ kiềm chế bắt xe rồi. Hỏng. Ôi lầy ơi là lầy, lầy lép một đoàn tốt, chết rồi. Hỏng rồi, nước cờ này gần 300 điểm luôn các bạn. Ý giời ơi, Đồng Lầy ơi, làm sao lại đi nước cờ thế này à, Đồng Lầy? Đấy, vừa thấy thấy tay cầm con ngựa rồi đấy. Xong rồi. Thoát hiểm ngay. Thôi bây giờ phải ăn xe rồi chấp nhận lép tốt đánh hòa được không? Ăn xe thua cờ tàn này, con ba kia còn bị kẹp. Kém một loạt tốt luôn. Kém 3-4 tốt luôn. Chết rồi, ông Đồng Lầy ơi, ông Đồng Lầy. Đi nước cờ lại giết tôi rồi. Chót rồi, để các bạn biết không? Ông Đồng Lầy đi nước cờ giặc giết em rồi, quăng mất xác rồi. Ông Đồng Lầy. Ôi trời ơi. Bây giờ mà đi xe 3 bình 2 thì bên đen đi xe 6 bình 4 bắt lại mã là lép cờ tàn. Lép cờ tàn lắm. Ăn mã xong tiến bắt một loạt tốt đầu luôn, tốt đầu tốt biên luôn. Có thể đóng cả pháo vào đầu. Lép nặng các bạn, hình cờ này lép nặng. Xin chào số phận 686688. Chết tôi rồi. Giặc giết em rồi, quăng mất xác. Tự nhiên lại đi nước cờ xót thế chứ lại. Ăn lên ăn cái con mã làm gì. Mà nước cờ này cũng kiểu như kiểu xót nước một ý. Anh Trung ạ. Vâng. Đang khống chế tự nhiên chạy ra bắt pháo, mã nó lao cái là ngáp luôn. Đấy hả, ngáp luôn. Thôi thế là cơ hội hello vượt vương nhất. Từ từ rồi. Anh làm gì mà căng thế, nó còn bất ngờ bình tĩnh đồng đỡ hòa được sao? Người cầm anh đỡ hòa sao không? Trước đồng hơn Lý Dục Anh 300 điểm hòa thôi. Từ từ anh. Cay thật thằng nhất này.
Từ từ anh ơi. Úi giời. Cày thế nhỉ. Tự nhiên đi là ăn ở tốt đầu làm cái gì, ăn của con mã đều ấy làm cái gì cơ chi lị. Con mã chết rồi đi lao lên bắt nó. Lầm ca lầm cầm. Nó sẽ ra hình xe pháo đánh với xe pháo mà bên đen hơn nhiều tốt. Lầm ca lầm cầm. Ui rồi ơi, ông đồng lầy giết tôi rồi. Giặc giết em rồi, quăng mất xác kém binh nó rồi, nó lại oanh cho lại méo tí tựa. Méo tí tựa. Đấy bây giờ mới thấy cái chỉnh thể hình cờ của Trịnh Như Đồng không tốt là nó nguy hiểm. Thì nó oanh là nát như cám luôn các bạn. Nó chắc là xe 8 bình 4 rồi, à, xe 6 bình 4 rồi, bắt ngựa. Hai bên cùng ăn ngựa, xe pháo đánh xe pháo. Xin chào Lê Văn Trung. Đúng là cờ nhất là kiên nhận nó đỡ và nó chờ đối phương đi sai lầm đấy anh Cường. Đúng rồi. Đánh đúng khẩu quyết là thầy Cường, chờ đối phương đi sai lầm. Đấy, nhiều khi tôi bảo các bạn chung cuộc tìm con yếu tấn công, chờ đối phương sai lầm. Một số bạn bảo, ui thầy ơi sao lại chờ đối phương sai lầm, nó nghe nó buồn cười quá. Đâu có buồn cười đâu. Vâng, chắc là xe 6 bình 4 thôi. Chứ bây giờ mà rẽ tốt ra thì tưởng ăn lên. Thầy Cường fan nhất, thầy Cường thích nhất hơn, tôi biết. Thầy Cường thích nhất hơn, thầy Cường là lối đôi công và nhất hợp với thầy Cường thích. Ở Việt Nam này thì nó thật sự là fan của nhất quá đông. Còn mỗi tôi có vài anh em thôi. Fan của nhất đồng chỉ là 30-70 thôi anh Cường. Em tính là như vậy. 10 ông thì chỉ 7 ông thích nhất. 10 ông thì 7 ông thích nhất. Không, các bình luận viên tôi cũng đồng ý, nếu mà nghiêng cả về đồng không hay, cứ một ông thích đồng ông thích nhất thì nó hay hơn. Ở trong bóng đá quốc tế thấy anh Cường ạ, có một ông ngồi giữa ông là dẫn lời thôi. Còn ví dụ như Liverpool đá MU ấy, thì bên này sẽ là một cựu cầu thủ của MU, bên này một cựu cầu thủ Liverpool, mọi người chém vào rất là hay, bảo vệ các cầu thủ của mình, phân tích trận đấu. Em thấy là cái phương án đấy là hợp lý. Vâng, rất cẩn thận trước khi đi nước quyết định. Có thể đổi pháo hoặc có thể đổi mã. Nếu đổi pháo thì có thể đi binh 4, binh 3. Binh 3 thì con mã kẹp. Binh 4, binh 3 tượng ăn lên thì chém pháo đi. Chém xe về mã thì sẽ là xe pháo đánh với xe mã. Hoặc là có thể đi xe 6, binh 4 bắt mã. Mã đổi mã hoặc mã đổi pháo các bạn. Ồ, bạn nữ này kém cây dành cho bên xanh này này. Kém cây dành cho bên xanh này. Kém cây nhưng mà xe mã cũng đang bị đánh đấy các bạn. Không không, mình thích đồng. Mình nói thật với các bạn là mình thích lối chơi của nhất. Mình nhất có rất nhiều điểm khiến mình thích. Một là lối chơi, hai là hình thức, ba là cách ăn mặc đồ hiệu, thứ tư là sự chăm chỉ tập thể dục. Đấy, thứ năm là yêu hot girl. Đấy, tôi thấy là ông nhất là rất nhiều cái mà tôi thích. Nhưng tại sao tôi bảo vệ đồng? Là bởi vì là nếu như tôi còn không bảo vệ đồng nữa thì ai bảo vệ đồng bây giờ? Thì tất cả mọi người đều yêu nhất rồi đúng không ạ? Tất cả mọi người đều yêu nhất rồi. Đấy, Vương Thứ Nhất chọn phương án binh 4, binh 3 này. Nhưng tôi vẫn thích cái nước xe 6, binh 4 hơn, tại vì đánh pháo, đổi pháo cũng rất hay.
Như thế này cũng được, cũng đều như thế cả, như nhau. Một bên là đổi lấy xe pháo, lên sĩ à? Lên sĩ thì đi xe 6 tấn 3. À, chào chú Tín Nguyễn nhá. Định ôm hết đấy. Thực ra lý do là mình hay bảo vệ đồng, là tính mình là nhây. Anh em thích Nhất nhiều quá, mình hay thích trêu anh em thôi. Còn nói thật sự ra lối cờ của Nhất thì mình vẫn thích hơn nhiều. Cầu công. À, chiều mai mình leo danh nhá bạn Văn Đức Vũ nhá. Leo danh hơi trái ngày, không đúng ngày mà. Tại vì bây giờ anh nhìn nhiều quá, anh phải leo bù. Anh có thể leo thứ 5, thứ 6. Mấy hôm nữa có giải cầu úp thì sẽ đánh cả ngày. Như vậy là thầy Cường sẽ leo buổi tối anh em ạ. Tôi là bảo vệ kẻ yếu thôi. Đúng rồi Vương Thiên Nhì. Tôi bảo vệ kẻ yếu thôi. Nhưng mình cũng rất là quý tính cách của đồng lầy. Thực ra mình hâm mộ cả hai anh này. Cái hồi mà em sang lên Dương Quang Lân Bôi lần đầu tiên năm 2014 là năm đó là đồng lầy là vừa mới vô địch Trung Quốc, là em chụp ảnh chung với đồng lầy, chụp ảnh chung cả với Nhất nữa. Sau đó năm 2015 thì đồng tiếp tục vô địch Trung Quốc, cũng tính đồng rất là hiền hậu. Nếu mà anh em mà gặp đồng ở ngoài sẽ thấy rất dễ thương. Đồng tính cách hơi giống Hướng Xuyên một chút, tức là rất là nhẹ nhàng và gần gũi với các fan hâm mộ. Còn Vương Duy Nhất thì họ anh ấy có cá tính, thì anh ấy luôn có bề ngoài lạnh lùng mọi người ạ. Luôn có bề ngoài lạnh lùng. Đánh một ván thôi anh em ạ. Cờ này đồng thì cong đuôi đỡ hòa rồi. Bây giờ nếu mà đỏ lên sĩ 4 tấn 5 thì lúc này Nhất mới đi xe 6 bình 4 các bạn. Ở Trung Quốc người thích đồng rất là nhiều mọi người nhé. Ví dụ các lão danh kỳ như danh thủ Hồ Vinh Hoa, danh thủ Hướng Ngân Xuyên, danh thủ Lữ Khâm đều thích Trịnh Duy Đồng. Tại vì Trịnh Duy Đồng là một người mà nói thực sự là vừa là thiên tài vừa là chăm chỉ. Chào hỏi lễ phép. Ờ mình thì mình gặp ai thì mình chia sẻ để thôi bạn Nguyễn Đức Huy ạ. Bạn thì có lẽ là chưa bao giờ gặp Vương Nhất Tầng Thương Trương Bằng Thi, thì có lẽ là cái sự nhận định của bạn là sẽ nó sẽ khác với mình. Mình đã gặp Vương Nhất rồi. Ví dụ nha anh Cường nhá, ví dụ mình xin chữ ký Vương Nhất chẳng hạn, là cậu sẽ ký xong cậu giả cậu đi chỗ khác luôn, tức là cậu chỉ ký một lần thôi. Ví dụ mình cầm các bàn cờ mình xin chữ ký, cầm quyển sách chẳng hạn, nhưng mà đưa Hướng Ngân Xuyên nhá, thì Hướng Ngân Xuyên luôn ký và ở trong trạng thái là anh còn gì để ký nữa không thì tôi ký nốt. Đấy, Hướng Ngân Xuyên luôn luôn là chờ đợi. Còn ví dụ như là lên một cái xe ô tô của tất cả mọi người đi ấy, thì Hướng Ngân Xuyên luôn là người đi lên xe cuối cùng. Tức là nhường mọi người chỗ đẹp hết và anh ấy sẽ lên xe cuối cùng. Và khi xuống, anh sẽ là người xuống cuối cùng, tức là nhường tất cả mọi người đi xuống hết, anh ấy mới xuống. Đó là đẳng cấp của Hướng Ngân Xuyên. Tại sao người ta gọi là hứa ra, là hứa tiên là như vậy. Đấy là mình chia sẻ thông tin với anh em. Đó, anh em tin hay không thì tùy. Nhưng mà nếu mà nói về sự nhường nhịn, sự điềm đạm thì đó là Hướng Ngân Xuyên và Trịnh Duy Đồng. Còn nếu mà vẻ ngoài bá khí lạnh lùng hơn người, hay nói cách khác là long tại nhân gian, tức là rồng trong đám người, thì phải là Vương Thứ Nhất. Hai cá tính hoàn toàn khác nhau. Vâng, cảm ơn Đặng Trần Phú Vũ. Đấy là mình chia sẻ với anh em như vậy. Hồ Minh Hoa bây giờ không thi đấu nữa, ông ấy làm tổ chức thôi. Nhất có cái nét riêng mà. Vâng, như vậy là đồng đi rồi, đồng đi rồi, đồng lên sĩ rồi. Chuột đâu nhỉ? Lắm màn hình quá. Vâng, có thể đi xe 6 tấn 3 hoặc là xe 6 bình 4 các bạn. Xe 6 tấn 3 để giữ con tốt, để xe phô mã đánh với xe phô mã. Còn nếu như mà đi xe 6 bình 4 thì đổi cây đi thôi. Màn hình kia là màn hình gì? Chưa hiểu bạn. Tức là Vương Thiên Nhất thì vừa có một cái chia sẻ, tôi có một cách tập cờ hơi khác người. Người ta người thường những người khác người ta tập 6 đến 8 tiếng một ngày, còn tôi chỉ tập được 2 tiếng thôi. Cách tập cờ tôi hơi khác người. Cái cách chia sẻ của Vương Nhất là nó vừa là thật là anh ấy bảo là một ngày anh chỉ dành 2 tiếng cờ tướng thôi. Hai là anh có phần ngạo khí ở trong đó.
ý của anh luôn nhất là chúng mày cứ tập một ngày 6 đến 10 tiếng kệ chúng mày, tao tập thì ngày chỉ 2 tiếng còn chúng mày vẫn phải chết. Đấy là quan điểm Vương Nhất. Ở cái năm kia mà Vương Nhất thành công thì anh ấy chia sẻ trên Weibo, anh bảo năm nay là năm đánh giá những thành công và thất bại của tôi, nhưng mà tự chung rằng tôi vẫn là giành rất nhiều thành công trong năm nay và tôi xin lỗi vì đã làm những người ghét tôi phải buồn. Một cái lời nhận định mà chỉ thẳng vào Trịnh Duy Đồng luôn. Xin lỗi vì làm những người ghét tôi phải buồn. Đó là cá tính của Vương Nhất. Hơn người ở chỗ đó. Đồng lép là 200 điểm. Nói chung là một cái điểm số lép như này là nguy hiểm bạn ạ. Nguy hiểm. Ở đây thì máy tính đề xuất ở nước xe 6 tấn 3. Có lẽ là bản nữ này anh em cũng không phải xem rồi. Bản nữ này thì mình nghĩ là với cái việc hơn cây này kết quả nó sẽ rất là rõ ràng. Mình xin phép anh em mình để cho màn hình software to lên tí để cho anh em xem cho nó thẩm cho nó dễ. Why won't wait me đấy, tại sao luôn luôn là tôi đấy. Thực ra thì cá tính của Vương Nhất và Trịnh Duy Đồng đều khác nhau và mình với mình thì thực sự là mình tôn trọng cả hai. Hãy luôn là mình. Vâng, như vậy là chặt tượng luôn cái cửa. Nếu giật xe phải bắt chết. Cân rồi, đang cân rồi. Đang cân rồi, gãy một con tượng thôi. Thì người ta nói thế nào thì mình chia sẻ như thế. Lê Văn Trung, Vương Nhất chia sẻ với anh ấy thì mình phải tin anh ấy chứ, chẳng lẽ mình lại tin ngược lại. Mà một nước cờ chặt tượng là tôi thấy nước cờ này có vẻ không hợp lý lắm nhỉ. Không hợp lý là cái chắc. Còn 95 rồi anh em ạ. Còn 95 rồi. Nước cờ chặt tượng này đúng là. Còn 95 rồi. Lúc nãy bình xe bắt mã đổi cây xe pháo đến xe pháo, cờ yêu quá trời mà không bánh. Cờ này là cờ gần ngang nhau rồi. Cờ này là cờ hoa rồi. Cờ hoa rồi đấy các bạn ạ. Vâng đúng rồi, Hồ Vinh Hoa lão đầu không khoái nhất, chính xác là như vậy, không thích. Vâng, bỏ bớt một con đi cho nó đỡ vướng các bạn. Hay ghê nhỉ. Hơn rất nhiều tốt các bạn. Em cảm giác nước cờ ăn tượng này cũng nhất nó có không, một cái ăn được con tượng mất con mã nhưng mà lại hơn nhiều tốt, mà lại đuổi con mã kia về vị trí xấu. Có hai tốt qua sông. Cũng là cái bỏ cây cũng bù đắp đấy anh Trung ạ. Nhưng vâng, mà nó sẽ không hay bằng nước kia nhỉ. Nó không hay bằng nước kia. Nước kia thì mình ưu thế tốt mà vẫn bằng cây. Đúng không? Thì nó đỡ hơn. Tôi cảm giác là nhất hơi liều mạng ở trong cái nước cờ này. Hơi nhiều mạng, hơi liều mạng. Đấy, giờ còn có cân nhau rồi. Có thể ăn chắc luôn, ăn con mã này chắc luôn, nhảy mã 7 tấn 8 đấy. Quánh nhau thôi. Chưa kể về sau khóa 1 tuần 4 lên phản công được 3 cây thì sợ gì 2 cây. Đấy thì mình chia sẻ với anh em là như vậy. Đây là mình cũng chỉ là người hâm mộ cờ thôi. Mình có may mắn hơn anh em là mình được đi Trung Quốc, mình được gặp những danh kỳ hàng đầu Trung Quốc. Mình chia sẻ với anh em như vậy. Và một nước, một ván cờ 1 tỷ mà anh ấy đánh như này thì chết. Chứ còn nếu mà thích hay không thích thì buồn cười lắm, có những con người mà những cái trường hợp mà 10 người thì 9 người thích nhưng 1 người lại không thích. Hay nói cách khác là 1.000 người thích nhưng lại có 100 người thích bên kia. Đồng lời sẽ ăn ngựa này. Sẽ ăn. Ăn là dùng pháo ăn hay là... Em nghĩ là dùng pháo ăn xe phải để ngoài, thoáng. Dùng pháo ăn. Đang dọa pháo 1 tấn 4. Ồ, chưa thèm ăn này, giữ tốt đầu này. Nước cờ này hay này, đừng để mất tốt đầu. Không, đấy. Như vậy là Vương Nhất chết ngựa nha anh em nhá. Đang chết ngựa nhá. Cứ muốn nói gì thì nói là đang kém ngựa này. Kém ngựa nhưng mà vẫn ưu thế đấy. Đồng ý là ưu thế, nhưng cái ưu thế này em nói thật, anh cầm cờ xanh này em nói thật. Nếu mà kể các danh thủ cầm cờ xanh này là khó lắm. Máy nó đánh là thôi chứ còn kém một đầu người là không hay. Đúng rồi. Kém một đầu người là không hay. Kém một đầu người, tí nữa mình sẽ phân tích chưa sâu luôn anh em ạ. Mình sẽ cố gắng. Xong trận này nếu có kết quả thắng thua mình sẽ phân tích chưa sâu ngay. Có thể mình sẽ mời anh Cường ở lại một chút anh em mình phân tích chưa sâu để tặng các bạn. Vâng, đang kém một đầu người nhé. Thực sự ra là em nói anh Cường nghe là
nếu như cờ này thì máy tính vẫn đang đánh giá là Nhất hơn. Nhưng thực sự ra là rõ ràng nó cờ phế ngựa này của Nhất quá mạo hiểm. Việc gì phải như thế, nếu không đánh phương án kia hơn. Em nói nghe, nếu mà cái tàn kia Nhất hơn, hơn cái vị voi mà hơn tốt đầu là Nhất thắng. Đúng rồi, hơn sự chỉnh thể hình cờ tốt mà hơn được là một vệt luôn. Đi xe 4 bình 6. Quá cao rồi. Nhất cũng bị sót đấy anh em ạ. Cũng bị sót đấy. Vâng, như vậy là. Nhưng mà trông cái loanh quanh lờ ngờ cờ này Vân Nhất vẫn thắng đấy các bạn. Em không tin. Em không tin là có thể thắng được. Tại vì có nhiều tốt lắm. Có nhiều tốt nhưng chưa sàn. Có mỗi một con. Em không tin là thắng được. Tại vì bây giờ cái con mã của Trịnh Duy Đồng phải giữ tới đầu nhá. Không lên được. Bây giờ Vương Đình Nhất về tượng chỉnh thể hình cờ tốt rồi cứ ủn ỉn mấy con tốt qua sông thôi. Nếu mà không cẩn thận có nước cờ pháo thoái hai. Pháo thoái hai chưa được. Hòa đánh nhanh chớp bạn ạ. Tất nhiên thắng cũng còn là khó. Nhưng mà vẫn bên đen kém cây vẫn ưu thế. Có thể nói Vương Đình Nhất cân cờ rất là tốt đấy. Tôi không biết, đang kém một vị cây. Nếu mà không được, nếu không bật con oe lên thì anh em sẽ nghĩ khác, chẳng qua có con oe nó hỗ trợ thì mình thấy là cầm đen ngon hơn thôi, chứ còn em chẳng thấy ngon gì cả. Xe pháo mã hơn đầu người là vẫn là chuẩn. Đầy đủ bộ phúc lộc thọ ở trong gia đình là Nhất. Gia đình nào mà anh em cứ để ý, đủ bộ tam đa phúc lộc thọ thì thiên hạ vô địch luôn. Đấy, anh em cứ nghĩ mà xem. Anh em cứ nghĩ mà xem. Cái giống cầm xe pháo tốt thì nhưng mà nhầm một phát xe pháo mã nó bốc lên nó oánh thì nhanh nào. Mình cũng có lúc chia sẻ gọi là bá khí rồi mà. Bạn đừng bắt bẻ câu chữ của mình. Một ngày mình nói mấy nghìn câu thì không bao giờ mình nói chuẩn được bạn ạ. Không nên bắt bẻ câu chữ của mình. Chứ anh em bây giờ để bình luận viên mà muốn bình luận viên sôi nổi cho anh em lại bắt bình luận viên phải cân nhắc từng câu chữ một nó khó. Chúng tôi sẽ cố gắng nhưng mà chỉ được một phần nào đấy thôi anh em ạ. VTV nhiều khi nó nhầm. Tự nhiên cờ đang ưu thế đưa mình vào thế khó. Cờ là ngon thì sút tượng, đúng là chỉ có Vương Nhất mới dám đi nó cờ sút tượng. Nhưng cờ đang ưu thế, cờ đang ngang nhau, sút tượng thì không nói. Mà cờ đang ưu thế mà đánh kiểu gì cũng ưu mà lại đi sút con tượng, lại đi bỏ cây. Không, có thế, có như thế nó mới mang Vương thiên hiệu, thương hiệu Vương Tiên Nhất các bạn. Đúng không? Tôi nghĩ là như vậy. Vâng, xe màn cờ bánh cuốn nhờ. Đấy, không cẩn thận là pháo 7 bình 9 nó bắt chết pháo này. Bây giờ phải chạy xe đi. Khả năng là xe 2 bình 6 rồi. Bây giờ đến xe đi, đến đỏ đi anh Cường ạ. Đỏ đi xe 2 bình 6. Vâng. Xe 2 bình 6 đập tới đầu ngay nhỉ? Vâng, đỏ lên tượng. Lên tượng đập tới đầu được chưa? Đập tới đầu. Tôi nghĩ chắc là xe 9 bình 5 thôi. Vừa Nhất đi đâu nhỉ? Nhất thoái về rồi, lên tượng. Lại âm nạn, khổ nạn chưa? Lên tượng để nếu như mà bình xe bắt mà pháo bắt pháo thì là sẽ về voi. Về voi. Nếu cứ ăn tốt đầu lép nhiều tốt quá. Hơn một cây mà bị lép nó khó chịu chứ lại bực mình tất. Tôi chém xe vào 5 đi. Còn cày. Còn nguyên 5 con tốt đi. Cày thật. Còn nguyên 5 con tốt. Anh em like cho phấn khởi anh em ơi. Cày quá đi. Cày thật đấy. Hơn cây mà kém phân.
Hy vọng của Vương Nhất sai lầm thêm nước cờ nữa. Cay thật. Lại là một câu chuyện dài. Chém vào năm là mắc binh rồi. Xe 9 binh 5 là mắc binh luôn. Năm xong rồi hai tốt huynh đệ. Đẹp vô cùng tổ quốc tôi. Hai cái tốt ở dình với nhau thì chỉ có cái chết mà chia lìa đôi lứa được anh em ạ. Còn lâu mới bậy được hai con tốt xảy ra. Trận bàn cờ này mà nó phế cây mà thua nó thì đau lắm. Tí nữa phen thì Vương Nhất nó lên nó gào rú thì đau đầu lắm. Chém xe vào 5 thì bên đỏ đi mã 8 tấn 7. Và nó 7, ăn rồi. Thì xe 5 thoái 1. Nước sau chuyển pháo 7 bình 2. Căng thì các bạn. Đầu chưa đi. Cày thật. Chắc phải lao lên rồi. Đi xe 5 thoái 1. Xe 5 thoái 1 nước sau đi pháo 7 bình 2. Pháo 7 bình 2 đang dọa chém đập thẳng xe tượng các bạn. Má tàn bạo. Đồng lầy lên cái tượng làm gì không biết. Chạy cái xe đi mà chạy pháo. Đi lên tượng. Đi xe bình 6 tôi nghĩ là cây thoáng hơn. Đi lên tượng làm gì để hở cánh cho nó đánh cho nhất người ra. Anh em like cho phấn khởi ạ. Cảm ơn anh em nhiều. Không, hôm nay không bố cột được rồi. Thôi cố lên, sai lầm đi nào. Vâng, lại vòng về. Vòng về là tiến 1 thôi. Không bắt... nhanh, không nhanh là đi binh 5 tấn 1 nên là khốn nạn cuộc đời. Không bắt mãi được đâu nha. Bắt vâng, đi vài nước cờ để lấy giờ ạ. Đi vài nước cờ để lấy giờ. Đi vài nước cờ để lấy giờ. Vâng, sẽ là pháo 7 bình 2 thôi. Pháo 7 bình 2 lại về vò. Pháo 7 bình 2 rồi. Pháo 7 bình 2 thích thì về con tượng cái là ở đây khỏe quá. Đang tin ở hoa hồng đây, vẫn đang cố gắng đây. Vẫn đang cố gắng đây anh em ạ. Vẫn đang hết sức cố gắng đây. À, xem cái gương mặt. Tôi nghĩ chắc tình, là về tượng rồi. Xem cái gương mặt tình tướng khạnh khạng này. Chết tôi rồi. Chết tôi rồi. Úi dồi đồng ơi, tại sao lại đáng ngon lại đi với cái nước tập thế hả em? Chết anh rồi. Giặc giết em rồi, quăng mất xác. Càng đánh càng hồng hào. Vâng, tôi thấy cái nước chén tượng khả năng tính toán rất sâu vừa thứ nhất. Tính toán rất sâu đấy. Sâu sắc. Mặc dù nếu mà đánh giá là không tối ưu bằng bằng chuyển xe qua đấu đấu ngựa, đánh xe pháo. Nhưng mà nó rất sâu sắc. Đối phương rất khó đi. Bây giờ phải về tượng. Em chào đại ca Long Phùng ạ. Chào anh em. Vâng, xin chào anh Long Phùng nhá. Chết rồi. Nào xem Ngô Khả Hân một tí cho nó bữa buồn. Không, 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 không. Không. Giải này không lấy đường đan, thiếu vắng. Giải này không có đường đan, nên ra hai bạn này mới chung, vâng, tranh chung kết chứ không.
Về voi. Về voi nhất đi đâu anh Cường nhỉ? Xe 5/8. À, xe 5/8. Đó, 1/1. Bình 5/1 chắc. Chưa. Úi dồi. Hai con tốt giao nhau còn mạnh hơn con ngựa. Đóng vào đầu luôn. Cái hình cờ này dễ đi lắm. Nguy hiểm. Cứ cấu ăn tượng được không? Bây giờ đang bắt cục. Đang bắt cục phải đỡ. Phải đi xe 1 về phá 1/3 đã. Ừ, phải đỡ chứ. Đang bắt cục mà. Làm sao mà ăn được tượng? Đấy, chắc lên tượng thôi. Tượng 7/9 rồi. Bốn trăm điểm nó bằng một con pháo anh em ạ. Đấy, bây giờ các bạn cứ phân tích như này, các bạn sẽ thấy là bên đỏ yếu này, bên đỏ hơn một cây này, nhưng mà vỡ một tượng này và kém rất nhiều tốt, và đặc biệt là về vị trí các quân của bên đỏ rất xấu. Đấy, để các bạn đánh giá nó dựa vào ba yếu tố để đánh giá hình cờ đấy. Thứ nhất là về thể chất này, thứ hai là về vị trí này, và thứ ba là mức độ nguy hiểm của tướng. Đấy, các bạn cứ căn cứ vào ba cái đấy mà các bạn đánh giá hình cờ, là đảm bảo các bạn là đánh giá cực kỳ chắc chắn luôn, cực kỳ chính xác luôn. Tê tai hết cả người. Và như vậy là cố gắng lên rồi. Xuyên như đồng dễ thua đại ca, dễ tội. Em buồn quá. Vâng, bây giờ cứ cẩn thận đi cái con xe 8 thoái 2 để không cho cái con mã của đồng lên 5 đã. Xong đứng sau binh 5/1 là xong các bạn. Xe 8 thoái 2 giữ tới đầu. Đấy, cái quan trọng nhất là không cho, bây giờ nếu như binh 5/1 ngay thì chứ đồng có đứa cờ mã 7/5 ấy. Sau này mã 5/7 thí mã vào pháo là hòa. Đấy, nhưng mà đi như này là không thí được. Đấy, cái con mã của đồng vẫn bị nằm trong tầm đánh của con tốt. Chào Lý Hải Đăng nhá. Anh em like và các bạn khởi. Nước phế ngựa không hay, nước treo tượng của đồng sai. Anh em ạ, à, nước tượng 7/5 để lộ huyệt đánh là sai. Nước phế tượng vương nhất vẫn không hay. Vâng, nước sau binh 5/1 là báo động con ngựa. Con ngựa khó chạy ghê đúng không các bạn? Nhất mà thắng cái nước phế mã thành hai thì sao? Người thắng thì người ta làm. Nước phế ngựa của Nhất nó vẫn đánh giá ưu hơn mà. Nhưng người chẳng qua là này, cái ưu cao thành ưu thấp thôi. Người thắng thì nói gì chả được. Ví dụ như là đang ưu 250 điểm chẳng hạn, như phế con mã và con tượng thì chỉ còn ưu hơn 100 điểm thôi. Chứ nó vẫn không đánh giá nước cờ đấy là yếu các bạn. Vẫn có thể chơi được. Vẫn ưu, vẫn có thể chơi được. Nhưng mà từ cái yếu đấy bây giờ nó là lên thành coi như ưu như thế này là có thể ưu đến chiến thắng rồi các bạn. Bây giờ một nước tốt sang nữa là con mã của Trịnh Chí Đồng dễ chết lắm. Vâng, như vậy là bàn cờ nữ là Trần Hạnh Lâm hình như là đã thắng rồi này các bạn. Bên đỏ đã hơn cây đã thắng, thế đang xếp bàn cờ, quân cờ cho gọn gàng. Nhưng mà hôm nay chung kết rồi thì còn đánh nữa đâu. Mà xếp thì nguyên tắc là phải xếp để trọng tài người ta ấy anh ạ. Nguyên tắc là phải xếp. Như vậy là chúc mừng Trần Hạnh Lâm đã lên ngôi vô địch. Nguyên tắc là phải xếp.
Nguyên tắc là phải xếp. Ngô Khả Hân to rồi. Vâng, như vậy chị Di Đồng chỉ còn 40 giây, hơn 40 giây. Hỏng rồi. Hỏng, Tử Long hỏng rồi. Buồn chứ em, mình cổ vũ, mình giống xe bóng đá, đội mình thích thua mình buồn chứ. Buồn chứ em. Khó đi nhỉ, khó đi lắm. 13 giây. Con tốt 5 nó sang là nó đánh nhỉ, con mã thì khó chạy ghê. Chắc là binh 5 tấn 1. Gậy còn tượng cực kỳ nguy hiểm. Hỏng rồi. Hai con tốt, tao sang, tao đè, con ngựa không lên nổi. Thua thì nay mới đau này. Thế là rẽ tốt ra bắt cho con mã nó bị xấu đi đã. Xong lại đi xe 8 tấn 2. Thua thì nay mới đau rồi này. Có anh tí nữa, anh cố gắng anh làm luôn đứt đồ gỗ ạ. Anh em xem ủng hộ mình nhé. Gần đây là mình sẽ cố gắng là mình sẽ liên tục làm bình luận chuyên sâu và review ban đầu lại để cho anh em xem. Mong anh em ủng hộ mình. Cờ này thì nếu không có gì sai lầm lớn thì Nhất sẽ giành chiến thắng thôi. Lại phải vòng ngựa về, sau đó xe 8 tấn 2. Đánh một ván duy nhất em ạ. Ừ, nó thúc cái nữa đi đâu nhỉ? Nhảy lên 8. Nó rẽ ra. Nó đi chị... này thì con mã này, này nó ốm quá. À vòng với bên này à? Lên. Ra lại vòng với biên. Cứ đi mấy con tốt rồi đấy là thấy đủ, đủ nguy hiểm. Nó rẽ tốt ra bắt mã cho vòng 17 xong lại lại thúc tốt xuống. Quá là tình thôi xót xa. Nó có hai loại xúc que. Cái điểm một loại xúc que nó tính điểm gấp đôi bình thường. Cái xúc que Trung Quốc là như vậy. Lãng tử cờ ạ. Nó có hai loại xúc que. Giống như ở bên Liên Xô 5 điểm là điểm 10 đấy. Bên Việt Nam thì 10 điểm mới là điểm 10 đấy. Em hình dung không? Cờ này thua mất. Chị Di Đồng sẽ phải chờ cơ hội phục thù sau rồi.
đồng nghĩa về nhì rồi anh em ạ. Vương thứ nhất vẫn là vương thứ nhất. Xin chào Trần Viết Nội. Rồi lại bắt. Lại binh 6 tấn 1, 2 còn tốt quá dã man. Trận này thì thua thảm rồi. Thua thảm rồi anh em ạ. Bây giờ người ta chuyển xe 8 binh 6 là thua rồi. Dọa chiều bắt chết cây là thua rồi. Thua. Thua thảm. Đồng không thể lên được ngựa. Lên mã sẽ là xe tấn 1. Rất nguy hiểm. Chết xe. Quá cao. To rồi, to rồi, to rồi. Vâng, bây giờ đang dọa chú tướng bắt xe, chết xe. Mà nếu như vào tướng lại thúc tốt bắt xe bắt ngựa. Chắc là buông cờ đâu. Gục. Không thể khác được. À, từ giờ cuối năm còn nhiều giải lắm Minh Ba, còn nhiều. Vâng, xin chào Hải Đăng MC, chào anh em. Chắc là buông cờ hết giờ thôi. Ăn con ngựa xong rồi, đúng ngựa tầm thúc động. À, cái chỗ này mất cây các bạn. Bằng đồng cứ đi trong gọi là không buông cờ thì cứ đi thôi chứ còn... Tiến xe bắt ngựa thôi. Tiến xe bắt ngựa thua rồi. Vừa bắt ngựa đang dọa chỉ thức bắt xe. Lại ấn xuống à. Ấn xuống lại giật về bắt ngựa. Lao ngựa xuống lại giật về bắt ngựa. Khó đơ lắm. Vâng, chúng ta sẽ gửi lời chúc mừng sớm với Vương Nhất thôi. Một trận đấu quá hay của chiến thần. Thưa các bạn. Nhưng mà tôi thấy một điều là nước cái nước phế cây vào tượng nó là càng tô điểm cho vâng, cái nét đẹp chiến thắng của Vương Thứ Nhất. Chính xác là như vậy. Còn nếu như mà bắt ngựa mà đánh cờ tàn không nữa thì cái chiến thắng đấy nó lại không đẹp. Vâng. Thế mới hay các bạn. Thế mới hay. Vẫn chưa buông cờ. Vâng, chắc là xe 6 thoái 2 thôi. Thua thì làm sao mà giọng cao được anh. Bây giờ mà chạy mã là binh 6 binh 7 chiếu tướng. Xe vào đấu thì pháo 5 binh 6. Chết xe. Chết xe ngay các bạn. Buông cờ thôi. Đi một nước yếu là hạ phong ngay. Và một nước mã tràm tượng phế ngựa nó tô điểm cho cái chiến thắng của Vương Thứ Nhất. Một trận chung kết cực hay đến từ chiến thần. Hào. Thôi. Âm thầm chịu đựng trả thù sau vậy. Vâng, buông cờ rồi. Chúc mừng Vương Thứ Nhất đã lên ngôi vô địch. Quá đẳng cấp thưa các bạn. À. Và rất lạnh lùng. Chiến thắng tuyệt vời chiến thần với hơn 1 tỷ đồng. Nét mặt rất buồn của Trịnh Duy Đồng. Và gương mặt không biểu cảm đến từ Vương Thứ Nhất. Mặt vẫn bình thường nhỉ? Và không có không vui vẻ, cả. Không có, tôi thấy mặt rất lạnh, lạnh lùng. Không biểu cảm. Chắc là lúc nào tí nữa về anh mới cười. Tí nữa mới hót. Bây giờ chưa cười. Bây giờ đang truyền hình. Đang truyền hình chưa cười. Tí nữa bắt đầu về nhà bắt đầu mới cười. Thua trận đầu quá. Bình thường đánh xong là còn thầm cười nhưng mà ông Nhất chả thầm thủ thầm nó đứng dậy đi về
Đồng lại nhìn lên đồng lên bầu trời rồi. Nó không nhìn nhau đâu. Không nhìn nhau đâu. Không thèm nhìn đâu. Đấy, cái mặt nó tinh tường. Đâu tinh tường đâu. Mặt này là mặt tinh tường. Mặt này kiểu là chiến thắng của tao trước mày là đương nhiên. Mặt này là mặt kiểu đấy. Chuyện bình thường. Đấy, nó mặt tinh tường. Cái bọn trắng mà nó hoan hô nhé. Là bọn chưa tinh tướng. Chưa bao giờ. Cái bọn thắng nữa. Xong mà nó không nói gì mới là bọn tinh bình tướng. Bình thường nữa là tao chiến thắng mày là đương nhiên đúng không? Nó là bọn tinh tướng cực. Nó là đỉnh cao của tinh tướng là không nói gì. Nha, yeah, đỉnh cao tinh tướng. Em nói thật. Còn chiến thắng ở reo hò thì là chưa tinh tướng là lâu lắm mới thắng được. Chiến thắng là không nói không gì mới là đỉnh cao của tinh tướng. Em chào Mr. Hà Minh Tuân. Đỉnh cao của tinh tướng là như vậy. Vâng, xin chào anh Hà Minh Tuân nhá. Ờ không, tôi nói thật. Tôi nói thật với anh em. Cái người ta thắng là mặt người ta không bao giờ biểu cảm là đỉnh cao của tinh tướng. Không, không, đôi khi cái không biểu cảm đấy cũng có thể gọi là điềm đạm như anh chú. Mới nhất thì không được bao giờ điềm đạm. Đây là cái phân tích cái góc nhìn thôi. Cái góc nhìn của anh nó người khác, góc nhìn của em người khác. Bình thường thì người ta thắng người ta sẽ cười mỉm. Ờ nhẹ nhàng đúng không? Tiếp theo bạn Trung thì như thế nào là tốt? Thắng xong thì như thế nào? Không, em không nói về tốt hay xấu. Ở đây em không bàn về tốt hay xấu mà em xét về biểu cảm. Em không bàn về tốt hay xấu. Em không bàn về tốt hay xấu, em đang nói về em phân tích về biểu cảm. Ở đây các góc nhìn khác nhau. Đấy. Ví dụ là cái con số 6 anh nhá. Anh nhìn vào góc này thì anh đó là con số 6. Em nhìn ở góc này nó là con số 9. Đấy, do cách nhìn. Rồi cách nhìn, góc nhìn. Nó là góc nhìn. Nó do góc nhìn anh em ạ. Vâng, và một lần nữa thì chúc mừng người đến Nhật. Và bây giờ là mấy giờ? 3:15. Như vậy là đủ giờ để tôi có thể khoảng 7 giờ tối nay sẽ xuất xưởng cái bản bình luận chuyên sâu các bạn ạ. Nói vui với anh em thôi chứ còn đây là một trận đấu hay, một tuyệt phẩm của Vương Nhân, một tuyệt phẩm. Tiếng gốc thì nghe mấy bà này nói làm sao hiểu gì. Bật tiếng gốc thì làm gì anh em? Anh em thích nghe tiếng gốc thì mình bật tiếng gốc. Vâng, xin chào tất cả anh em nhá. Nếu mà anh em nói mình không buồn thì anh em nói mình buồn là rất là đúng. Vì ngày hôm nay mình rất hy vọng Trịnh Duy Đồng thắng để so kè về điểm Elo với Vương Lý Nhất. Thực sự là như vậy. Nói mình không buồn thì không đúng. Chắc chắn là buồn. Nhưng vẫn có bình luận chuyên sâu cho anh em xem. Không thấy phỏng vấn nhất nhỉ. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Đây là Thượng Hải, kia là tòa tháp cao nhất Trung Quốc.
Nhạc này là nhạc của ấy mà, nhạc này của nhạc này của Trung Quốc mà. Nhà này của Trung Quốc mà các bạn. Em vẫn nghĩ là sai lầm của Trịnh Duy Đồng là cái nước cờ lên tượng đấy anh Cường. Không, kể không lên tượng vẫn đang lét mà. Kể cái đi xe 2 bình 6 thì Vương Đến Nhất vẫn xe 9 bình 5 vẫn. Nhưng mà ít nhất là không bị nó đè, nó không cơ động, nó có pháo, nó đường phản nó nhiều hơn. Không lép nặng hơn thôi. Đánh như này thì nặng nề. Vẫn đang lép hơn 100 điểm. Hơn 100 điểm là hòa được rồi. Ừ. Đấy, vấn đề là cơ hội hơn. Nhưng mà cái lúc cái cờ nó khó đi, cái người cầm nó khó đi lắm. Lép 100 hay là gì, nhưng mà nó hình cờ, nó tùy hình cờ. Đúng rồi, thì em đồng ý với điều đó. Thì ở đây mình phân tích là cái nước đấy nó chưa chuẩn lắm. Đây rồi. Mẹ dịch thì nhất mặt dây mới khó chịu đây này. Và Vương Khanh đang bảo chúc mừng anh đã vô địch giải đấu bằng một chiến thắng. Anh có lời nào nói người hâm mộ. Vương Đình Nhất đang bảo là các fan hâm mộ ở Việt Nam là cứ yên tâm, lúc nào mà đầu lầy nó gần đuổi kịp em là em sẽ sút nó lại lao xuống. Luôn luôn tạo cho nó một cái điểm gần mình nhất. Vương Nhất đang nói là thực sự ra là ở trên đỉnh cao thì rất cần một đối thủ. Và đối thủ đấy thì nó nên thấp hơn mình một chút để là nó luôn tạo điều kiện để mình vọt cao hơn. Đấy, gần ra đến mình thì mình đạp đầu nó xuống. Đấy là chia sẻ Vương Đình Nhất. Thực ra thì đúng là ở trên đỉnh cao rất cần một đối thủ. Người ta cứ đuổi gần đến đối thủ khiến mình hoàn thiện hơn, khiến mình hay hơn, khiến mình khao khát chiến thắng hơn và khiến mình dễ lấy 1 tỷ hơn. Và một lời chia sẻ, tôi có thể sẽ xuống vị trí thứ 2, nhưng chưa phải bây giờ. Nhưng chưa phải bây giờ. Và Vương Đình Nhất lại là tôi cũng vô cùng xin lỗi anh Phạm Thanh Trung cùng với những người ghét tôi ngày hôm nay tại Việt Nam. Rất xin lỗi anh Trung và các bạn bởi vì đã làm anh Trung và các bạn hơi buồn. anh nói thật mà, cái con người ở trên đỉnh cao này muốn trở thành đỉnh cao thì phải có đối thủ để luôn trở thành đỉnh cao. Bao giờ cũng thế, cái giống như cái người tốt ấy, cái kẻ xấu nó sẽ nói người tốt là mày phải cảm ơn tao chứ. Anh Tuyến bảo tôi là cái người tốt, người xấu sẽ bảo với cả cái kẻ xấu bảo người tốt là mày phải cảm ơn tao, bởi vì nếu không tồn tại tao là không có mày, không có thằng tốt thì không có thằng xấu, không có thằng thấp thì không có thằng cao. Tôi có thể xuống thứ 2, thứ 3, thứ 4 nhưng mà không phải bây giờ. Không phải bây giờ, có thể 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn nữa. Và 1 tỷ là một số tiền phải lời. 1 tỷ là số tiền phải lời. Nhất thắng em ạ. Nói chung là đến đoạn này là đoạn chia sẻ cảm ơn các nhà tài trợ rồi. Cảm ơn em Vương Khanh Trinh Giá, Kinh Gái, anh Vương Vân đẹp trai rồi. Cảm ơn thầy Hồ Vinh Hoa, cảm ơn Thượng Hải, một thành phố rất đẹp đã cho tôi những kỷ niệm đẹp. Tại loại vậy. Cảm ơn ban tổ chức. Một chiến thắng ở tại đỉnh cao nhất, đỉnh cao nhất ở cả nghĩa đen nghĩa bóng của Trung Quốc, quả thật là tuyệt vời. Anh Nhất đang ngồi tòa tháp cao nhất Trung Quốc và vừa chiến thắng một trận cờ, một trong những trận cờ quan trọng nhất năm trên kỳ đàn Trung Quốc, trên đỉnh kỳ đàn Trung Quốc, và rõ ràng một chiến thắng này rất ngon ngào.
Và Vương Nhất nói là thời tiết Thượng Hải hơi lạnh, bởi vì đứng ở trên đỉnh cao gió nó thổi hơi lạnh. Vẫn biết thế à? Và đứng trên đỉnh cao hơi lạnh. Vẫn hơi lạnh, hơi run đúng không? Mẹ nó lạnh với cay chứ lại, nó bảo trên này lạnh quá Trung ơi. Nó bảo ở trên này lạnh quá anh Cường anh Trung ơi. Trên này lạnh, gió thổi lạnh. Anh Nhất hình như có khen Đồng đúng không? Khai Trung anh Đồng anh được đúng không? Nhưng mà cuối tàn này anh đi hơi dài tí. Nhất cũng chia sẻ về chuyên môn trận đấu. Chúng ta có thể thấy rằng hôm nay Trịnh Duy Đồng khai cuộc rất tốt. Trung cuộc cũng tương đối ổn, nhưng mà về tàn thì hơi non một tí. Mong rằng lần sau em đánh tốt hơn nữa đúng không? Mong rằng lần sau anh Đồng sẽ cố gắng hơn nữa. Và Vương Nhất cũng chia sẻ nước phế mã của tôi có thể đem lại điểm âm cho software. Điểm âm. Nhưng nước cờ của tôi ở một độ sâu mà máy tính không chạm đến được. Hồi xưa thì Kasparov của huyền thoại cờ vua thế giới là có chia sẻ với Kassen, Manu Kassen, danh thủ kỳ thủ hàng đầu của thế giới bây giờ về cờ vua. Thì Kasparov có nói rằng Kassen có những nước đi ở trong cờ vua ở độ sâu mà máy tính không chạm đến được. Ghê quá nhỉ. Đấy, thì cái nước phế mã này theo tôi đánh giá là ở một độ sâu mà máy tính và Trịnh Duy Đồng cũng như hai bình luận viên chúng ta không chạm đến được. Mình thì mình nói thật sự là mình buộc phải khen Vương Nhất thì mình khen mà lòng mình đắng lắm, nhưng mà mình cũng phải khen anh em ạ. Lòng mình đắng lắm. Anh em like nó vẫn cười. Lòng mình đắng lắm nhưng vẫn phải khen. Thực ra là tôi biết cái nước cờ đi xe bình 4 bắt mã để xe pháo đánh xe pháo tôi yêu thích cờ tàn, nhưng mà tôi muốn tô điểm ván cờ cho nó đẹp hơn, cho nó đẹp mắt hơn. Và tiêu đề của trận đấu này ở trong phần highlight liệu có phải là phế mã lấy 1 tỷ không hả anh em? Phế mã lấy 1 tỷ, ngoại tinh lai khách nhất thống sơn hà không? Thực ra nếu mà đã chém gió thì anh em phải để cho mình chém cho nó bay. Đã là anh em mà chấp nhận là mình đã ở trên này mình chém gió thì phải dùng những cái từ cho nó bay anh em ạ. Buộc phải chấp nhận sự thật. Tôi là người yêu thích Trịnh Duy Đồng, nhưng tôi cũng là một nam tử, mà đã là nam tử thì phải chấp nhận sự thật. Ngày hôm nay Vương Nhất xuất sắc hơn. Phế mã định Giang Sơn à? Vâng, anh Vương Nhất cũng nói là tôi đang biết là hôm nay tôi phát biểu hơi nhiều một tí. Vì tôi biết là anh Trung Cà Đẫn với cả thầy Cường là đang bình luận những trận đấu của tôi tại Việt Nam. Tôi cũng chia sẻ nhiều hơn một tí vì để cho bữa cơm của anh Trung hôm nay ngon miệng, bởi vì nó sẽ có nhiều chất cay, rất nhiều ớt. Và tôi vẫn ngồi đây, ai có thể không phục có thể đến đúng không? Và Nhất bảo tôi vẫn ngồi đây, nếu thầy Cường không phục có thể đến. Thầy Cường nếu không phục có thể đến. Vâng, đây là... Úi dồi, chỉ tay ra mặt khán giả này. À, chỗ này là chỉ... Đây là ông này đang mắng đội ngũ quay phim. Đang mắng đội ngũ quay phim, chưa biết rằng đang lên hình. Đang mắng đội ngũ quay phim. Nhìn là biết. Nhìn là biết. Nhìn là biết. Không sao cả, anh Cường có một câu rất hay, đó là dành cho tôi và các học viên, rất nhiều anh em học viên của Thăng Long Kỳ Đạo, đó là ta trưởng thành từ những ván thua. Qua ván thua này thì tôi nghĩ rằng Trịnh Duy Đồng sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm hơn nữa. Và sợi dây kinh nghiệm nó rất có, sẽ có khả năng nó rất dài, nó kéo từ trận này sang trận khác và từ giải này sang giải khác, cũng như từ năm này sang năm khác. Có lẽ là chương trình Thượng Hải Bôi của chúng ta khép lại ngày hôm nay. Bây giờ mới 3:30 thôi thì mình sẽ cố gắng mình làm bình luận chuyên sâu để tặng đến anh em nhé. Thôi chắc là người ta không quay lễ trao giải đâu. Mình đoán là như vậy.
Lấy cho em chai nước. Đây, bình luận viên của Trung Quốc bây giờ. Đồng này hôm nay nhảy lên con ngựa phi mẹ vào hồ sâu. Xin lỗi anh em nó hơi nói bậy một tí. Phi luôn vào hồ sâu, mẹ ông đồng này. Năm ngoái là tào nhâm lỗi vô địch anh em ạ. Năm ngoái là tào nhâm lỗi vô địch. Anh em ơi xem kênh chưa đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và lời chào đấy, lời chào. Lời chào trân trọng nhất. Lời chào trân trọng nhất. Không biết là quay trao giải không đây. Đồng hôm nay cưỡi ngựa phi thẳng xuống hồ anh em ạ. Đau quá. Rất đau. Bạn sang Cai Xua. Bùng Nam ạ, Cai Xua. Cai Xua. Thành phố bao vây quanh dòng sông. Vâng, thường là các thành phố lớn đều bên những dòng sông hết. Quá đẹp. Tại vì về hồi xưa là dân nó phải buôn bán gần dòng sông thì nó thuận lợi giao thương anh ạ, thuyền nó đi nó bán hàng. Thường là quá đẹp luôn. Thường là vậy, thường là các thành phố lớn giống như là Hà Nội để ven bờ sông Hồng, Đà Nẵng ven bờ sông Hàn, cửa biển, đấy, thường là như vậy. Thường là các cụm đô thị nó sẽ xuất phát từ các bến cảng, dân tình sinh sống buôn bán, từ đó phát triển lên thì các thành phố rất đơn giản. Anh cứ để ý mà xem các thành phố lớn nếu không phải ở sông thì lại phải ở cửa khẩu, nó liên quan đến kinh tế. Liên quan đến kinh tế. Chưa kết thúc đi để tôi còn tập trung và tôi làm ván đấu nè. Đau thật. Xia xia. Anh em vẫn cố nán lại xem trao giải. Tôi nghĩ là sẽ không có. Comment Trung Quốc dịch. Vin trong ạ. Comment ở Trung Quốc. Đồng kêu Chu Minh Nga cứu tôi với à. Yêu Nguyễn Minh Đức là ông làm trò quá. Chu Minh Nga. Alo ạ. Chào GSC nhá. Chào anh em. Anh Cường thì phải đợi kết thúc các giải để anh Cường với ngựa phi lên cuồng được. Nhưng bây giờ Vương Nhất đang đánh với chị cái đồng ngựa phi thì ai xem.
cái điện thoại nháy máy. Alo. Nháy máy chắc chặn luôn quá. Thôi cho một lần nữa. Vâng, về nghỉ ngơi đi. Ok, chắc là người ta không 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 quay trao giải đâu anh em ạ. Thôi bye bye mọi người nhá. Mình tập trung làm bình luận chuyên sâu nhá. Không trao giải đâu. Bye bye anh em nhá. Làm bình luận chuyên sâu rồi tặng anh em. Bye bye.